Chú ý xem. Ông chủ nghìn tỷ bá tổng đến thăm khách sạn của nhà mình để kiểm tra tra công việc, không ngờ lại bị một cô gái đi qua va vào ngực. Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái đó, tổng tài mơ hồ cảm nhận được cảm giác thân mật khó giải thích, nhưng cô gái sau khi nhìn thấy vệ sinh ở sau lưng anh ấy thì cảm thấy rất lo lắng, liền nhanh chóng tạ lỗi sau đó rời khỏi ngay. Cô gái còn thuận tay cầm theo một cốc cà phê. Bá phí người người xông về phía trước chỗ có một cặp tình nhân. Bá tổng chứng kiến thì lặng lẽ phái người đi theo phía sau quan sát, chỉ thấy cô gái trực tiếp đổ ly cà phê lên người một người đàn ông. Ánh mắt người đàn ông chứa đầy cơn tức giận sau đó quay lại chửi rủa, thì bị cô gái kia cho một bạt tai. Bá tổng đi theo phía sau bỗng nhiên lại trở thành người ăn dưa. Tạ vạn, cô chẳng qua chỉ là một con điếm vô dụng mà thôi, cô có tư cách gì để đánh tôi chứ? Đòi lại hơn 100 bạn sinh lễ thì cũng là kẻ vô dụng thôi. Anh Chí Minh, câm miệng, ở đây là chỗ cho tiểu tam như cô lên tiếng sao? Cô, tôi chính là sẽ không đưa cho cô 100 vạn sinh lễ. Cô ở đây ăn nói bậy bạ, nổi điên đánh người. Cô có bị điên không? Vậy thì anh đưa nó cho tôi đi. Đưa cho tôi rồi làm gì tôi cũng được, tôi có thể thành toàn cho anh. Anh có thể kết hôn với cô ta. Tại sao tôi lại muốn đòi 100 vạn này anh có biết không? Cái gì cũng không biết mà còn ở đây kêu tiếng chó thế nhỉ? Nếu như có sức nhẫn nại như thế thì cô đi mà tìm một người đàn ông có thể cho cô 100 vạn đi. 100 vạn à? Trợ lý nghe thấy chỉ có 100 vạn thì lập tức đẩy tổng tài đến ra trước mặt họ. Tổng tài thì cũng không nỡ để cho một cô gái bị gã đàn ông đeo kính này sỉ nhục, vì thế anh ấy hoàn toàn không phản bác. Cô gái thấy tổng tài không lên tiếng, còn tưởng rằng tổng tài là tới để giúp mình giải nguy, vì thế cầm lấy cà vạt của vị tổng tài rồi hôn anh ấy một cái. Cuối cùng cô gái lấy ra toàn bộ tiền tiết kiệm của mình đưa cho tổng tài 100 tệ. Xem như một phần thưởng vì đã giúp cô ứng phó với tên cặn bã lúc nãy. Nhưng tổng tài lại nhìn cô gái với ánh nhìn giống như một kẻ ngốc vậy. Cô gái còn tưởng rằng tổng tài chê ít, chỉ có thể nhịn rồi lấy thêm mấy trăm tệ nữa đưa cho anh. Lớn đến mức này rồi, đây là lần đầu tiên có người đếm tiền ném vào người tôi. Chuyện gì thế nhỉ? Đây là... đều đưa hết cho anh được chưa? Tôi thực sự chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Cố tổng, tiền này là có thể nhận phải không? Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ. Giang hồ gặp lại. Chúng ta không phải cần kết hôn sao? Không phải tôi vừa trả tất cả tiền lương cho anh rồi sao? Nhưng mà tôi là đề nghị nghiêm túc. Ấy làm gì thế? Vị hôn thê của tôi mất tích rồi, tôi cần cô thay thế vị trí đó. Đợi tới khi tôi tìm thấy cô ấy. Ở đây có 50 vạn, sau khi chuyện thành công thì cho cô thêm 100 vạn nữa. Hờ, tiếp tục diễn phải không? Tổng tài bá đạo, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chỉ có 50 vạn. 1 tỷ. 1 tỷ. Vậy thì bây giờ là người một nhà, tôi cũng không nói lời xa cách nữa. 1 tỷ này sáo rỗng quá. Thế này đi, tôi chỉ cần sinh lễ 99 vạn, nghĩa là trường trường cửu cửu, nhân sinh xin chỉ giáo nhiều hơn nhé ông chủ. Hợp tác vui vẻ. Mình thật sự là vì tiền mà kết hôn với một người đàn ông chỉ mới gặp một lần. Ông chủ, nói rồi đấy nhé. Sau khi xong chuyện chúng ta sẽ ly hôn. Chỉ cần cô khiến tôi mãn nguyện, tiền thường tuyệt đối không làm cô thất vọng, không vấn đề gì. Ấy, đừng cho rằng hợp pháp rồi thì có thể động tay động chân ở chỗ tôi. Còn nữa, nếu như cô cảm thấy có lỗi rồi muốn rút lui trước cũng không được đâu nhé. Xin lỗi ông chủ, có chuyện gì mà tôi có thể làm cho anh không? Chỉ cần xin lỗi là được rồi. Nhưng mà bây giờ cũng có một chút chuyện cần đến phu nhân của tôi đứng ra thay mặt. Chuyện gì thế? Đi đâu? Gặp phụ huynh. Ấy, đây không phải là hướng tới nhà tôi sao? Đúng rồi, đến nhà cầu hôn. Làm người phụ nữ của cố thời tôi, không những có khối tài sản khổng lồ, cô muốn gì đều có thể cho cô. Sinh lễ đã chuẩn bị xong rồi, chính là ở phía sau xe. Trong nhà mình chỉ có hai mẹ con hám tiền, còn chuẩn bị sinh lễ cho chúng ta. Bố con đã mắc bệnh nặng, mẹ không có tiền, con bắt buộc phải kiếm tiền để chi trả chi phí cho ông ấy. Sao lại có thể không có tiền chứ? Trước đây bố con kiếm được nhiều tiền như thế, không phải đều để ở chỗ mẹ sao? Mẹ đã tiêu hết từ lâu rồi, bây giờ chỉ có một cách thôi, chính là con và Tô Chí Minh đó mau chóng kết hôn đi, lấy tiền sinh lễ để trị bệnh cho ba con. Chúng ta đi vào trước, bọn họ đợi một chút sẽ mang sinh lễ vào cửa sau. Người thực sự quan tâm đến mình đã không còn ở đây nữa rồi, cũng không cần thiết phải có sinh lễ gì đó đâu. Làm người phụ nữ của cố thời tôi, lễ nghi và sinh lễ đều bắt buộc phải có. Đi nào. Tạ vạn, cô vẫn còn dám quay về à? Tại sao con không dám quay về chứ? Aizo còn đem theo một người đàn ông hoang dã quay về nữa chứ? Trông ăn mặc giống như một con chó hoang vậy đó. Tây trang này không phải là thuê tới đó chứ? Cô ở nhà tôi không phải là ma cà rồng hút máu. Cô có thể bỏ ra bao nhiêu tiền thế?
Tạ Vạn, chúng ta không dễ dàng gì mới tìm được cho cô một mối hôn sự để cô gửi gắm cả đời mình. Cô lại đem về nhà thêm một chàng trai tội nghiệp. Tôi nuôi cô là để cô làm tôi tức chết phải không? Bà nuôi tôi, Giang Lan Huệ, người nuôi tôi chính là người vợ đã mất của bố tôi đang mang bệnh nặng. Chỉ không phải người mẹ kế độc ác vừa bước chân vào nhà chúng tôi chưa được một năm như bà. Tôi không quan tâm, cô bắt buộc phải tạ lỗi với Tô Chí Minh, sau đó kết hôn với cậu ta, cầm về đây sính lễ 100 vạn. Người nhà của cô ấy đối xử với cô ấy như thế này sao? Cậu bé nghèo, bộ tây trang này của cậu trông có vẻ rất đắt đấy nhỉ? Vì Tạ Vạn mà lại tiêu nhiều tiền thế này, cậu đúng là ngốc. Tôi đoán là cũng chỉ đi theo người cha vô dụng của cô mà thôi. Tiện nhân, cô dám đánh tôi, đương nhiên người đáng đánh là cô rồi. Anh là thứ gì chứ? Đừng động vào tôi. Tôi không đánh phụ nữ. Nhưng mà vì Tạ Vạn, tôi có thể phá lệ. Đây đều là sính lễ phải không? Cộng lại còn hơn cả 100 vạn nữa. Xem tình hình này có vẻ như mọi chuyện cũng chưa phải hết cơ hội. Mình phải nắm chặt lấy cơ hội này. Tạ Vạn, cô xem Chí Minh nhà người ta có tiền biết mấy. Cô không nhìn lại tên tiểu tử nghèo bên cạnh cô. Cho dù đem thận của cậu ta đi bán rồi cũng không có bấy nhiêu tiền. Những thứ này cộng lại, thế nào thì cũng được hơn 100 vạn phải không? Cái gì mà mấy người nói gì đó Tô Chí Minh. Anh ta có thể trả đủ không? Đừng nói là 100 vạn, chỉ e là anh đến 10 vạn cũng không có trong tay. Thật không thể ngờ rằng Chí Minh này lại có thành ý đến như thế. Ngoài ra còn có quà tặng tiền mặt là 10 triệu nhân dân tệ. Và thêm 3 căn biệt thự. Mẹ nhiều tiền quá. Mẹ nhiều tiền quá. Được. Cuộc hôn nhân này cứ định như thế đi. Giang Lan Huệ, bà là gả con gái hay là bán con gái thế? Cô im miệng cho tôi. Chí Minh nhà người ta không để ý lỗi lầm cũ, còn đem tặng quà cho chúng ta. Cô tự mình suy nghĩ lại xem. Ngày mai gả sang bên đó đi, còn có cả tiểu tử thối bên cạnh cô. Bây giờ cút đi cho tôi, nếu như Tạ gia đã không hoan nghênh tôi. Các vị, làm gì thế? Đừng đi mà. Tạ Vạn, đây là lễ vật mà Chí Minh tặng mà. Các người đi tìm Chí Minh gì đó đi. Tôi thì chỉ có thể cho bấy nhiêu đó thôi. Tạ Vạn, mau ngăn bọn họ lại đi. Tạ Vạn đừng có quên, bố cô còn cần tiền trị liệu đấy. Giang Lan Huệ, bà đừng có nhầm lẫn. Những thứ này đều là chồng của tôi tặng cho tôi. Bất luận tôi có nhận hay là không, đều không liên quan đến các người một chút nào. Tạ Vạn, cô đừng giả vờ nữa. Cô sao mà có khả năng tìm thấy Cao Phú Soái? Ô thật xin lỗi nhé. Tôi thật sự là tìm thấy rồi đó. Sao có thể chứ? Cậu là ai? Bà ấy à, bất luận là thực vật cũng biết nhận người. Tầm nhìn đúng là kém hơn cả người bình thường. Đúng, tôi cũng cảm thấy quá tệ rồi. Chồng ơi, chúng ta đi thôi. Không cần thiết phải ở lại đây nữa. Đi thôi. Tạ Vạn, Tạ Vạn. Bố cổ khổ sở nuôi cô lớn lên biết bao nhiêu năm. Bây giờ ông ấy có bệnh rồi. Cô cũng không thể này mà đi được phải không? Viện phí tôi sẽ đưa cho bà. Tạ Vạn, các người có nhiều sính lễ như thế, cho tôi vài chục vạn cũng không phải là quá đáng chứ. Được rồi. Bà chết nhanh một chút. Tôi sẽ đốt cho bà nhiều tiền hơn. Tạ Vạn. Ấy, Tạ Vạn, cô quay lại cho tôi. Ấy, đừng động đậy. Cô ấy, cứ coi như đây là những thứ mình xứng đáng được nhận đi. Tôi ở trước mặt người nhà cô thay cô lên tiếng. Bây giờ về cố gia, đến lượt cô giúp tôi. Bây giờ chúng ta là một cặp vợ chồng, dù sao cũng cần làm cho tới. Vợ à, tôi biết rồi. Người đàn ông này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Cô chính là Tiểu Nhiễm à?
ông nội cô ấy chính là Tiểu Nhiễm. Ông hỏi con rồi sao? Con cứ luôn mang theo một người giống Tiểu Nhiên về đây để lừa gạt ta. Nếu như lần này vẫn là giả thì sao? Ta sẽ khiến người phụ nữ ở bên cạnh con không thể ăn và đi đứng bình thường được nữa. Chẳng trách lại hào phóng như thế. Đưa cả thẻ đen, có tiền đem cái mạng này đi tiêu. Ta hỏi lại một lần nữa, cô chính là Tiểu Nhiễm à? Ông nội, tôi, ông nội. Từ nhỏ con đã lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Bây giờ con đổi tên rồi, con tên Tạ Vạn. Vậy chuyện lúc nhỏ cô còn nhớ không? Ngẩng đầu lên để ta nhìn kỹ hơn một chút. Đúng là rất giống Tiểu Nhiễm, đặc biệt là đôi mắt. Hai cứ xem như là cũng vượt qua kiếp nạn này. Ông nội, ông cũng bị anh ấy lừa thôi. Cậu có chứng cứ không? Chứng cứ ấy hả? Tôi không có. Nhưng mà tôi có nhân chứng, vì tôi đã thực sự tìm thấy Giang Nhiễm. Cũng may mẹ mình đã báo tin mới miễn đưa ai đó lên. Người này thông minh, vấn đề chắc không lớn. Ông nội, con nhớ ông chết mất. Ông nội, đừng nói chuyện, đừng ngắt lời tôi. Ông nội, trước khi con ra ngoài, bố mẹ con bảo con mang đặc sản tới tặng ông. Bố mẹ cô, bố mẹ của Giang Nhiễm không phải qua đời rồi sao? Ông nội, vừa nãy cô ấy chỉ là quá phấn khích thôi. Chúng ta còn thời gian dài để nghĩ về nó mà. Không phải, ông nội, vừa nãy con kích động quá, nói chuyện lung tung mất rồi. Ông nội con cũng nhớ ông rồi, hôm nào đó sẽ con dắt ông ấy tới thăm ông nhé. Đủ rồi, cô im miệng cho tôi. Ông nội, ông nghe con nói, mau cút khỏi đây cho ta, nhìn cũng không giống. Ông nội, chúng ta chỉ có thể nhìn vào ảnh từ nhỏ của cô ấy để phán đoán Giang Nhiễm bây giờ trông như thế nào. Cô ấy bây giờ không phải đã lớn rồi sao? Đại ca, Giang Nhiễm dù sao cũng là một thiên kim đại tiểu thư phải không? Sao anh lại đem một cô gái quê mùa về đây thế? Tôi hỏi một câu mà Giang Nhiễm thật sự sẽ biết. Để kiểm tra các người. Khi Giang Nhiễm còn nhỏ đã làm vỡ một bình hoa, các người có biết là màu gì không? Bình hoa màu xanh sứ. Trả lời nhanh nhẩu như thế. Cũng may tôi đã mua chuộc được quản gia cũ, nên mới có thể hiểu được chút chuyện của Giang Nhiễm hồi đó. Hứ, ông nội, cô gái ở bên đó ấp a ấp úng không nói được chữ nào. Ai mới là Giang Nhiễm thật sự chắc cũng rõ ràng phải không? Ông nội, ông mau đuổi cô gái quê mùa này đi đi. Ông nội, lúc đó con còn nhỏ quá, cũng không nhớ được nhiều chuyện như thế. Nhưng mà cô có thể nhớ rõ màu sắc như thế, còn nhớ được nó là bình hoa sứ. Người đâu, đem người phụ này đuổi ra ngoài cho ta. Ông nội, con không biết cô ấy là giả, con cũng là bị lừa thôi, không phải chứ, tôi còn chưa làm gì sai mà đã bị đuổi đi. Im miệng. Đủ rồi, không cần rảo biện nữa, con là người thế nào ta luôn hiểu rõ nhất. Ông nội, con không phải là quá nhớ nhung về Giang Nhiễm nên con mới làm như thế này đó sao? Nếu đã thế này thì con cứ tiếp tục đi tìm Giang Nhiễm đi, bữa tiệc tối nay để cố thời đi cùng ta tham gia. Ông nội, bữa tiệc diễn ra vào tối mai rất quan trọng, đem theo người phụ nữ này cút đi, bây giờ ta không muốn nhìn thấy con. Làm tốt lắm. Cảm ơn ông chủ đã khen. Các con cũng đừng vui mừng quá sớm. Ta vẫn không tin cô chính là Giang Nhiễm đâu. Con là tìm thấy cô ấy như thế nào? Tôi tình cờ gặp được cô ấy ở quán cà phê. Tư liệu điều tra cho thấy, thời gian cô ấy được nhận nuôi ở viện Phúc Lợi và thời gian Giang Nhiễm biến mất gần như trùng khớp, chỉ cách nhau gần một tháng. Vì thế con hoài nghi cô ấy khả năng cao chính là Giang Nhiễm. Trùng hợp thế à? Từ hôm nay trở đi, Tạ Vạn có thể vào Cố gia. Tốt nhất đừng để ta phát hiện. Cô cũng là người có mục đích xấu, mạo danh Giang Nhiễm. Ừ. Vì vậy ngay từ đầu anh đã chuẩn bị tư liệu để thuyết phục lão gia tử rồi. Vừa nãy lúc có câu hỏi sao không giúp tôi? Cố gia nước sâu. Tôi muốn biết cô có đủ năng lực ứng phó để đương đầu được với nó không? Ông nội tôi uy hiếp cô không sợ sao? Sợ gì chứ? Tôi chính là Giang Nhiễm mà. Đây, từ bây giờ đây chính là phòng của cô. Thỏa thuận giữa hai chúng ta không được có người thứ ba biết đâu nhé.
không phải chỉ đơn giản như thế thôi sao? Tôi thấy người nhà các anh đối với Giang Nhiễm rất quý trọng. Bạn thân của ông nội tôi trước qua đời, đặc biệt dặn dò phải chăm sóc tốt cho Giang Nhiễm. Kết quả, lúc Giang Nhiễm còn nhỏ thì mất tích rồi. Chuyện này vẫn luôn khiến ông nội tôi không yên tâm trong tâm trí. Bây giờ ông nội tôi lớn tuổi rồi, tôi hy vọng có thể hoàn thành tâm nguyện của ông ấy. Được, thu dọn xong thì xuống dưới ăn tối. Cô ở phòng này à? Giang Nhiễm, sau này chiếu cố tôi nhiều hơn nhé. Chiếu cố nhiều hơn. Ấy cố thời rốt cuộc cho cô bao nhiêu tiền thế? Tôi trả gấp đôi. Alipay này đã hết hạn, mời thanh toán kịp thời. Xin lỗi, tôi rất đắt tiền. Anh trả không nổi đâu. Cô có phải bị bệnh không? Không biết anh có từng nghe qua một câu nói, tình yêu đích thực là vô giá. Ấy cô, ồ. Cuối cùng cũng thông qua phỏng vấn khắc nghiệt của công ty này. Tạ Vạn, sao cô lại ở đây? Đây không phải là người ở Cố gia hại mình đánh đó sao? Tên Tạ Vạn à? Chí Minh giới thiệu cô tới đây à? Lại còn có quan hệ để vào đây. Xem sau này tôi thu phục cô thế nào. Xin chào, tôi là quản lý của bộ phận tiêu thụ. Cố Tổng đến rồi. Cố Tổng đến rồi. Nhanh nhanh, Cố Tổng. Cố Tổng là CEO nhảy dù xuống, trước đây vẫn luôn quản lý công ty ở nước ngoài, mấy ngày trước mới về nước. Tốt nhất đừng có động vào hay có ý xấu dụ dỗ sếp tổng. Mấy người các cô, đến lau giày cho Cố Tổng còn không xứng. Cố Tổng đến rồi. Chào Cố Tổng ạ, đây không phải là người đàn ông đã kết hôn cùng mình sao? Tôi là trưởng phòng thiết kế ở đây. Công việc của Sô là pha cà phê cho tôi, sau đó mang cà phê vào văn phòng cho tôi. Và hãy dọn dẹp văn phòng của tôi thật sạch sẽ, không được có bất kỳ hạt bụi nào. Tại sao Trương Dực không sắp xếp công việc cho mình? Để mình phải làm công việc lặt vặt này. Pha cho tôi thêm một tách cà phê nữa. Cô không có tay à? Thế cô vẫn chưa rõ vị trí của mình à? Cô là người mới. Cô nên nghe theo lệnh của mọi người. Chạy việc vặt cho chúng tôi. Cô hiểu chưa? Công ty có quy định nào là người mới phải làm những công việc này không? Kinh nghiệm của cô còn ít. Cô nên nghe theo tôi. Nhưng cô là người ở bộ phận bán hàng. Không thể quản lý nhân viên ở bộ phận thiết kế được. Nhìn kìa. Tổng giám đốc Cố, tôi xin lỗi. Cô đi theo tôi. Người ta nói rằng có 3 điều mà một người mới không được làm khi mới nhận chức. Lần này cô ta xong đời rồi. Nghe nói khi tổng giám đốc Cố khi còn ở trụ sở chính, anh ta không dung thứ bất kỳ lỗi lầm nào của nhân viên. Phạm bất kỳ sai sót nào đều sẽ bị sa thải. Nhân viên ở đó ra vào liên tục. Anh đau lắm sao? Tôi xin lỗi nhé. Vừa rồi, lẽ ra tôi nên làm đổ cà phê lên mặt cô ta chứ không phải là anh. Anh muốn tôi giúp anh bôi thuốc sao? Nó sưng như vậy rồi.
đúng là không thể kiềm chế được muốn chọc tức cô ấy. Thế nào rồi, anh đã thấy ổn hơn chưa? Không đau nữa phải không? Tôi xin lỗi. Anh đừng giả vờ nữa. Tôi thậm chí còn chưa làm gì. Cô đang lo sợ vì điều gì sao? Vợ ơi! Vợ ơi! Sao ở đây anh lại gọi như vậy? Anh không sợ người khác nghe thấy sao? Không cần giả vờ đâu. Thôi anh tự bôi thuốc đi. Ngày nào cũng ngồi trong văn phòng. Làm thế nào có thể tập thể dục được? Em đang nhìn cái gì thế? Không có gì đâu. Tổng giám đốc Cố. Tổng giám đốc Cố. Tại sao anh không hỏi tôi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì ở phòng nghỉ vậy? Thế thì tôi sẽ nói luôn. Tôi biết làm người mới. Tôi cần phải học nhiều điều. Và cũng cần học nhanh. Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi chỉ có thể làm những việc phục vụ như bưng nước rót trà. Tôi không hỏi vì tôi chờ em mở lời. Em nghĩ có nhân viên nào ngày đầu tiên đã nhận được sự quan tâm của sếp không? Rốt cuộc thì đây cũng là môi trường làm việc. Đây là môi trường làm việc. Nhưng tại sao tôi cảm thấy anh ấy có chút tức giận với tôi? Được rồi Tổng Giám đốc Cố. Tôi đã hiểu. Tôi sẽ tự giải quyết. Tổng Giám đốc Cố. Mắt anh sắp dính vào bà chủ luôn rồi. Gọi Trương Dực tới đây cho tôi. Sự việc hôm nay tôi muốn tự mình hỏi rõ. Vâng. Cô vừa vào phòng sếp Cố. Tổng giám đốc có nói gì không? Tổng giám đốc có phạt gì cô không? Hay là sa thải cô rồi? Không có gì đâu. Anh Cố chỉ là bảo tôi tìm thuốc bôi cho anh ấy thôi. Hình như anh Cố thiếu áo. Tạ Vạn, có phải cô cố ý làm đổ cà phê lên áo của Tổng Giám đốc để quyến rũ anh ấy không? Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Nhưng trưởng phòng Trương, tại sao cô có thể nghĩ như vậy được? Có phải cô thường như vậy nên mới nghĩ người khác như vậy không? Tôi đến công ty này vì tôi yêu thích thiết kế thời trang. Và tôi chỉ muốn làm tốt công việc chính của mình. Về phần anh Cố, anh ấy không phải là kiểu người tôi thích. Cô ta thậm chí còn dám công khai khiêu khích sếp của mình. Cô ta đến đây chắc chắn là có ý đồ gì đó. Dám xúc phạm Tổng Giám đốc Cố 2 lần trong một ngày. Tôi nghĩ Tổng Giám đốc sẽ sớm sa thải cô ta thôi. Tại sao cô không nói tiếp? Liệu anh ấy có nghe được hết những gì mình nói không nhỉ? Thôi tôi nói luôn. Từ hôm nay, tất cả nhân viên trong công ty này không được lợi dụng chức vụ của mình để áp đặt hoặc bắt buộc nhân viên cấp dưới mình. Mọi người nhớ kỹ. Tôi đang chiêu mộ nhân tài cho tất cả mọi người. Không phải là thuê người làm việc. Hãy tập trung vào công việc của mình đi. Đừng làm những chuyện vớ vẩn. Vâng, tôi nhớ rồi. Đợi đến khi kết hôn rồi mới nghĩ đến kiểu người mình thích. Cũng hơi muộn phải không? Sếp Cố đã đi xa rồi. Cô còn nhìn gì nữa? Khả năng làm việc của cô chưa thấy thể hiện. Nhưng việc tố cáo thì cô giỏi rồi. Tố cáo cái gì? Tạ Vạn, cô đừng trả vờ nữa. Hóa ra anh chàng này bên ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong lòng thì mềm nhũn. Nhà thiết kế Trịnh. Cô luôn bắt tôi làm những công việc đơn giản như bưng trà rót nước. Tôi không có cơ hội thể hiện khả năng làm việc của mình. Cô muốn có cơ hội chứng minh đúng không? Tôi sẽ giúp cô. Quản lý Trịnh đã ra ngoài dự tiệc rồi. Không biết cô ta còn làm thêm giờ cho ai xem. Không phải vì trưởng phòng Trịnh không hài lòng về cô ấy hay sao? Ai kêu cô ta chạy đến trước Tổng Giám đốc tố cáo cô ấy? Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc Cố. Chúng ta về nhà đi.
vợ tôi đâu? Bà chủ đã tan ca rồi. Và đi bằng tàu điện ngầm về rồi. Đi thôi. Sếp Cố, tôi tan làm trước nhé. Tạm biệt. Làm sao một nhân viên có thể xứng đáng để ăn chứ? Anh gì ơi, anh có còn là con người không thế? Muốn ăn cơm sao không nghỉ đi? Tổng giám đốc Cố, anh không có sếp. Còn tôi thì có. Bản thiết kế này do cô vẽ sao? Đúng, nếu không thì sao? Nhà thiết kế Trương liên tục nói không hài lòng, nhưng không nói rõ nguyên nhân. Thì tôi chỉ có thể vẽ tiếp tục thôi. Vẽ đến khi nào cô ấy hài lòng thì thôi. Bây giờ còn phụ thuộc xem cô ấy chọn. Được rồi, không cần vẽ nữa. Anh cũng nghĩ rằng tôi vẽ không đẹp sao? Khá đẹp mắt đấy chứ. Anh đang nói tôi hay bản thiết kế vậy? Cả hai bạn đều rất đẹp. Bây giờ tôi thực sự nghi ngờ. Được rồi. Không phải là cô. Thực sự muốn ở đây làm thêm giờ đến sáng đây chứ. Còn Cố Tổng thì sao? Anh có muốn ở cùng tôi? Tăng ca đến sáng mai không? Bây giờ tôi chỉ muốn ở bên bà Cố. Cùng nhau ăn tối thôi. Cái này cho anh. Ông chủ, mang cho tôi chai bia. Đến đây, đến đây. Cảm ơn người đẹp. Mọi hôm hay đi một mình. Hôm nay lại đi cùng anh chàng đẹp trai này. Bà chủ này tốt bụng nhưng có vẻ nói hơi nhiều. Anh nếm thử món này đi. Thực sự ngon lắm đấy. Món này của họ là ngon nhất trong bán kính 10 dặm ở đây đấy. Hãy thử đi. Rất ngon phải không? Không tệ đâu phải không? Cái này, cho anh. Tạ vạn. Con khốn này. Sư Minh, giờ tâm trạng tôi đang tốt. Tôi khuyên cậu nên biết điều tránh ra một chút. Nực cười, đồ không biết xấu hổ. Không phải lúc trước cô đòi 100 triệu tiền thạch cưới từ tôi sao? Sao bây giờ lại đi bảo người khác rồi? Hồi đó cô như một con đỉa bám víu lấy tôi. Giờ cô định nổi nóng với tôi sao? Khi đó cô thường xuyên đứng trước công ty tôi, gọi điện thoại cho tôi mỗi ngày. Đến lúc tôi không thể làm hài lòng được cô nữa, thì cô đổi người đúng không?
anh ta trả giá cao hơn sao? An im đi. Sâm Minh, anh có biết anh ấy là ai không? Anh ấy là chủ tịch tập đoàn Hằng Vĩnh đấy. Tập đoàn Hằng Vĩnh sao? Thật trùng hợp. Vợ tôi cũng làm ở tập đoàn Hằng Vĩnh. Để tôi giới thiệu hai người với nhau nhé. Bảo bối đến rồi sao? Chồng ơi! Anh cố, tôi xin lỗi. Anh ấy uống quá nhiều rồi. Chúng tôi sẽ đi ngay. Làm cách nào em đến được đây? Đừng nói nữa, mau đi thôi. Đi 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 đi. Em tới đấy bằng cách nào vậy? Em ổn chứ? Tôi thì có chuyện gì được chứ? Cũng không cần phải tức giận vì những kẻ như này. Thực ra em rất quan tâm phải không? Phải. Tôi thật sự quan tâm. Tất cả những gì anh ta nói đều đúng. Tôi chỉ là một người chỉ quan tâm đến tiền. Tôi làm gì cũng suy nghĩ, tính toán đến tiền. Nhưng tôi cũng muốn giữ được danh dự. Nhưng danh dự có giá trị không? Nó hoàn toàn không có giá trị. Anh ấy hoàn toàn không thể chữa trị cho bố tôi đang nằm trên giường bệnh. Cũng không thể chi trả cho những chi phí y tế đắt đỏ đó. Tôi muốn làm việc để kiếm tiền. Vì vậy tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mình với công việc. Không muốn bị người khác nhìn thấy. Nhưng mà chẳng ai có thể nhìn thấy được. Tôi tự mình nỗ lực thế nào để vào công ty mình thích. Tôi nghĩ rằng mình có thể thể hiện tài năng của mình. Nhưng cuối cùng, mọi người chỉ coi tôi như là một người có quan hệ. Em thật sự có quan hệ. Em là bà cố mà. Tôi biết em muốn dựa vào thực lực để kiếm tiền. Nhưng hiện tại, em thực sự đã có tôi. Đó là mối quan hệ. Thực sự. Cạn ly. Thật là mất mặt mà. Thậm chí để cả ông nội đợi cơm. Người như vậy cũng dám ở trong gia đình cố này sao? Để tôi giới thiệu. Đây là mẹ của cố Nghị tên Tôn Kiều. Cháu chào gì? Tại sao lại có thể làm vợ như vậy chứ? Cô có biết phép tắc giờ giấc không? Dì ơi, tuy con đã gả vào nhà cố rồi, nhưng con còn có công việc riêng của mình. Lần sau con sẽ cố gắng thu xếp đến đúng giờ hơn. Chính cháu là người muốn ở lại đợi cô ấy. Cháu luôn ủng hộ cô ấy trong công việc. Và cháu cũng rất tự hào về vợ mình. Cô ấy là một người vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi. Được rồi, ngồi xuống đi. Tạ Vạn. Cháu còn nhớ lúc nhỏ ta hay bế cháu không? Dì à, chuyện lúc nhỏ con tới giờ cũng không nhớ rõ nữa rồi. Hóa ra là lại đến đây để thử thăm dò mình à? Vậy thích ăn gì chắc là không quên được đâu đúng không? Dù gì một người cho dù mất đi trí nhớ vẫn không thể thay đổi khẩu vị vốn có của mình được. Nhưng mà lúc nhỏ con lớn lên ở viện Phúc Lợi, ở đó có ăn đã là chuyện tốt lắm rồi. Làm sao mà bàn tới chuyện thích ăn hay không thích ăn được chứ? Quên rồi cũng không sao, khẩu vị thay đổi rồi cũng không sao. Trải qua nhiều khổ đau như thế, sau này tôi sẽ dặn dò phòng bếp, làm thật nhiều món mà cô thích ăn. Như vậy thì là chuyện gì cũng không nhớ nữa rồi. Vậy thì lấy gì chứng minh bản thân chính là Giang Nhiễm chứ? Lúc mới bắt đầu con cũng không tin vào điều đó bản thân chính là Giang Nhiễm. Cho tới khi con nhìn thấy ông nội, con có một chút cảm xúc gần gũi không giải thích được. Hừ, thực ra cô nói ông nội tốt bụng chẳng qua chỉ là muốn lấy lòng ông nội thôi. Ai mà không biết ông nội nổi tiếng nghiêm khắc. Ha ha, nhưng mà thật sự là có một chút dáng vẻ Tiểu Nhiễm. Hai người các con lúc nhỏ lúc nào cũng cảm thấy ông rất nghiêm khắc. Chỉ có tiểu nha đầu Giang Nhiễm này cảm thấy ông tốt bụng, dễ thương. Ông cũng luôn cùng chơi đùa với cô bé. Cô không sợ tôi. Điểm này đúng là rất giống với Giang Nhiễm. Con nhớ là Tiểu Nhiễm lúc rất dễ thương. Không giống như Tạ Vạn này, trông không thiện cảm chút nào. Dã man một chút không tốt sao, sẽ không bị người ta bắt nạt. Ây dô, nếu như cô khiến người ta thích thì ai có thể bắt nạt cô chứ?
cút đi, không cho mày tiếp tục ở lại viện phúc lợi nữa. Tại sao chứ? Nhìn đã thấy dáng vẻ của mày sẽ khiến người lớn yêu thích. Nếu như có người nhận nuôi mày trước thì phải làm sao? Như thế thì có tác dụng gì chứ? Bây giờ vẫn có một người mẹ kế ác động như vậy. Ai cưới được cô chẳng phải là xui xẻo tới chết sao? Xui xẻo à? Anh không cảm thấy thế. Anh cả, anh cưới loại phụ nữ này, sau này có chuyện gì anh phải chịu đấy. Không cần đợi đến sau này. Gì cơ? Con lại dám không hỏi ý kiến của chúng ta, mà đã đi lĩnh chứng nhận với cô ta rồi. Con và cô ấy kết hôn có liên quan gì đến gì? Anh cả, ý của anh là chuyện này cũng không liên quan tới ông nội à? Bây giờ anh trở thành tổng tài đến ông nội cũng không để trong mắt nữa rồi. Chuyện kết hôn anh chưa nói với ông nội sao? Cố Thời, con ở nước ngoài làm việc đã lâu. Đúng là suy nghĩ cũng thoáng ra nhiều. Tự mình đưa ra chủ ý và kết hôn rồi. Bố mẹ con biết không? Ông nội về chuyện này con muốn đợi khi con xuất ngoại sẽ tự mình giải thích với bố mẹ. Còn về chuyện kết hôn hoàn toàn không phải do con suy nghĩ cởi mở. Lần đầu tiên con gặp được Tạ Vạn, con đã biết lần gặp này giống như vừa gặp liền yêu. Nhất kiến trung tình. Chuyện gì thế này? Rõ ràng biết anh ta đang nói dối nhưng mà tim mình vẫn đập nhanh quá. Ai tin điều đó chứ? Cũng phải. Từ nhỏ con và Giang Nhiễm đã thích ở cạnh nhau. Nếu không nhìn hai đứa trông cũng không hợp nhau như thế. Vừa nhìn một cái đúng là rất xứng đôi. Kết thì cũng kết rồi. Cô Thời, con đừng nghĩ là con nói như thế ông nội sẽ không so đo với con chuyện tự mình quyết định kết hôn. Con biết ông nội giận rồi. Đi thôi ông xã. Mẹ, Cố Thời rốt cuộc là có mấy ý vậy? Nó chính là cố ý đấy. Nó muốn chứng minh người phụ nữ đó chính là Giang Nhiễm, thậm chí còn kết hôn với cô ta. Ông nội, chào buổi sáng ông nội. Hôm qua ngủ có ngon không? Chị dâu chắc là vẫn chưa bao giờ được ngủ trong căn phòng tốt như thế nhỉ? Chỉ sợ là vui quá không ngủ nổi ấy chứ. Làm việc quá mệt, nằm xuống liền ngủ rồi. Chị còn đi làm. Làm việc ở đâu? Tôi làm việc ở tập đoàn Hằng Vĩnh. Ấy đây không phải công ty mà anh cả tôi đang quản lý sao? Không liên quan đến anh. Trước khi anh tiếp nhận công ty đó cô ấy đã thông qua phỏng vấn rồi. Chỉ là thủ tục đăng ký khá rườm rà. Tới hôm qua mới chính thức nhậm chức. Như thế này cũng tiện. Sau này có thể cùng nhau đi làm. Không cần đâu ông nội. Con tự đi tàu địa ngầm đi làm là được rồi. Con cũng không muốn nhận được bất cứ sự đối đãi đặc biệt nào cho riêng mình. Dù sao thì con và Cố Thời ở công ty cũng là quan hệ cấp trên, cấp dưới. Nếu như bị người khác nhìn thấy chúng con đi chung xe, con sợ sẽ ảnh hưởng không tốt, rất độc lập. Suy nghĩ chu toàn đó. Ha ha ha, mau ăn đi. Ha 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 ha. Nếu như cô ta thật sự làm lão già của nhà này vui vẻ rồi, sau này cũng có thể nhận một phần tài sản của nhà họ Cố. Vậy thì phần mà mình nhận được không phải sẽ càng ít hơn sao? Alo, xin chào. Xin chào Tạ tiểu thư, vui lòng thanh toán hóa đơn bệnh viện kịp thời nếu không sự tiến triển của bệnh nhân sẽ bị trì hoãn. Tôi không phải đã trả rồi sao? Tạ tiểu thư, bên phía bệnh viện chúng tôi vẫn chưa ghi nhận bất cứ lịch sử thanh toán nào của cô. Nếu như cô có bất cứ thắc mắc nào có thể tới bệnh viện một chuyến. Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Giang Lan Huệ quả nhiên đã lừa mình chuyện nộp viện phí. Bà ta thật sự muốn bố mình bệnh nặng đến chết sao? Có cần tôi đưa cô đến trạm tàu điện ngầm không? Không cần. Chồng à, tôi muốn thương lượng một chút chuyện với anh. Nói. Chính là, tôi muốn ứng ở chỗ anh một ít tiền. Có thể. Hôn tôi một cái. Diễn một chút, Cố Nghị ở phía sau. Hôn sai chỗ rồi.
sao lại không đi nữa? Chết tiệt! Hình như anh ta tức giận rồi. Kệ cậu ta đi. Đi làm thôi. Chuyện đã hứa với cô tôi nhất định sẽ làm. Đi thôi. Ây do vẫn nhìn theo Hòn Vọng Phu à, tôi hôn còn giỏi hơn anh ấy, có muốn thử một chút không? Ấy mau đi thôi. Đừng có chọc vào người phụ nữ điên này. Quả nhiên đã chuyển khoản rồi. Tôi quên mất không gửi cho anh một lời nhắn rồi. Được rồi, Cố Tổng. Cũng khá thú vị đấy chứ. Cố Tổng, sắp tới công ty rồi. Đừng cười nữa. Lái xe của cậu đi. Chào buổi sáng các vị. Tạ Vạn, thiết kế rác rưởi như thế mà cũng dám đưa cho tôi xem à? Tốt nhất là cô đừng làm nhà thiết kế thời trang nữa. Thiết kế Trương, chị nên chỉ ra vấn đề của tôi đang nằm ở đâu, chứ không phải tùy ý xúc phạm nhân viên của mình. Nếu như tất cả mọi chuyện tôi đều phải giải thích với cô rõ ràng, thế thì sao tôi không tự thiết kế luôn đi? Tôi cần cô làm gì chứ? Nhưng mà tôi cứ tự ý sửa đi sửa lại cũng rất lãng phí thời gian mà, lãng phí nguồn lực của công ty, có chuyện gì mà ồn ào thế? Cố Tổng sao lại tới đây? Sao Tạ Vạn lúc nào cũng xui xẻo như thế nhỉ? Nhưng mà lần này là vấn đề của bản thân cô ấy. Cố Tổng mới nhậm chức, Cố Tổng đến để kiểm tra tiến độ công việc. Sao thế? Cố Tổng, tôi dựa vào phân công của anh sắp xếp công việc cho cô ấy. Nhưng mà cô ấy hoàn thành rất tệ, rất tệ. Đây đều là cô vẽ sao? Đúng rồi, không thì là gì chứ? Xong rồi, có vẻ như Cố Tổng tức giận rồi. Nhân viên tuyển về không đủ năng lực, Cố Tổng chắc chắn sẽ tức giận rồi. Hả, vậy chúng ta sẽ không xui xẻo giống như cô ấy chứ? Đem thiết kế của cô ấy tới đây cho tôi xem một chút. Thiết kế quá rác rưởi tôi đã trực tiếp vứt vào thùng rác rồi. Cho dù là cô không thích thiết kế của tôi, thì đó cũng là thành quả lao động của tôi. Dựa vào đâu mà tự ý vứt đi chứ? Vậy thì làm phiền cô ra phía thùng rác xem một chút. Anh ấy đang giúp mình. Giơ lên cho tất cả mọi người xem. Mọi người xem xong thì nêu lên ý kiến. Thiết kế này đúng là trông rất đẹp. Tại sao lại bị coi là vô dụng được chứ? Như thế thật là không công bằng. Như vậy thì có thể thấy, có vẻ như là năng lực của tổng thiết kế sư không đủ rồi nhỉ? Có thể là do gần đây tôi làm việc quá mệt mỏi, nên không nhìn rõ thôi ạ. Được, vậy thì thế này, tôi sẽ cho cô một kỳ nghỉ dài hạn. Cô quay về nghỉ ngơi cho tốt đi, Cố Tổng. Nhưng mà hiện tại phương án đưa ra sản phẩm mới của công ty đều là do tôi thiết kế chủ đạo. Ấy, các cô xem, bản thảo này trông giống y hệt bản thảo thiết kế trước đây của nhà thiết kế Trương. Đây giống như là in ra vậy đó. Nhưng mà rõ ràng là nhìn của cô ấy tốt hơn. Đem hết đồ đạc của cô ấy tới đây. Bản thảo của tôi là thiết kế ra từ khi còn ở đại học. Của cô thì sao? Bản thảo này tôi đã thiết kế ra nó từ rất lâu rồi. Chứng minh thế nào? Dựa vào đâu mà người chứng minh phải là tôi? Cô sao chép bản thảo của tôi? Cô còn có lý hả? Từ linh cảm tạo nên thiết kế cho tới các chi tiết sửa đổi cho tới cuối cùng tạo ra thành phẩm. Những thứ được đưa vào đó đều đặt ở chỗ giáo viên của tôi. Tôi tùy ý có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Còn Cố thì sao? Tôi thiết kế nhiều như thế, sao có thể đảm bảo mọi thứ đều được bảo quản nguyên vẹn chứ? Cô không lấy ra được có phải là vì cô là người sao chép không? Chứ căn bản không có trình độ sáng tạo nào cả. Nhà thiết kế Trương đang nói dối sao? Chẳng trách lần nào nói về phương án thiết kế của mình cũng tệ như thế. Hóa ra là chỉ biết sao chép của người khác. Còn không phải sao? Nhà thiết kế Trương, cô muốn tự mình ra ngoài hay muốn tôi gọi bảo vệ tới đây? Được rồi. Bây giờ vị trí nhà thiết kế vẫn đang trống. Tôi sẽ chọn một người có năng lực.
Yi-jung. Chúc mừng cô thăng chức lên vị trí nhà thiết kế chính. Đúng là tín hiệu tích cực cho mọi người đó. Đã thăng chức rồi sao? Đâu có. Tôi vẫn còn rất nhiều chỗ cần học hỏi. Chỉ hy vọng không giống như Trương Di, xem tôi như người giúp việc. Tạ Vạn, thiết kế của cô đẹp lắm. Cảm ơn, chúc mừng cô được thăng chức nhé. Cố tổng biết phân biệt đúng sai, con người đúng là rất tốt. Công ty có rất nhiều cô gái đều muốn gả cho người đàn ông như thế mà. Nói không chừng anh ấy đã kết hôn rồi đó. Vậy thì mọi người chắc chắn rất ngưỡng mộ vợ của anh ấy đó. Không ngờ được rằng vợ của anh ấy chính là đang ở trước mặt cô đúng không? Đúng vậy, tôi cũng rất ngưỡng mộ. Ấy, tan làm chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Vừa hay, có chuyện về thiết kế cần nói chuyện với cô, được thôi. Tạ Vạn, cố tổng bảo cô tới phòng làm việc của anh ấy một chuyến, tan làm còn gọi cô. Thật là một ông chủ lạnh lùng vô tâm đó. Vừa nãy không phải nói con người ấy rất tốt sao? Được rồi, lần sau nhé, lần sau có cơ hội sẽ cùng nhau ăn một bữa. Được. Đi đâu thế? Đi ăn cơm. Không phải anh tìm tôi có việc à? Đi ăn cơm đó. Chúng ta trong thời đi làm có rất nhiều mối quan hệ. Bây giờ là quan hệ vợ chồng. Ăn cơm thì ăn cơm, sao cứ lén lén lút lút? Làm như là tôi phải biết ơn anh chuyện ở văn phòng không bằng. Chúng ta không phải sao? Bà xã, tại sao mỗi lần anh ta gọi mình là bà xã, tim mình đều đập nhanh như thế nhỉ? Ai ai nói chuyện yêu đương với anh chứ? Chúng ta chỉ là quan hệ kết hôn mà thôi. Nói như thế này thì càng kỳ quái hơn rồi. Hát, có thể đi rồi chứ? Bà xã. Nhà thiết kế mới có cảm nhận như thế nào? Hứa Yi-jung sao? Ừm. Cô ấy nói với tôi cô ấy muốn gả cho anh. Hôm nay cô ấy nói với tôi. Cô ấy rất ngưỡng mộ người nào làm vợ của cố tổng. Tôi nói tôi cũng vậy. Sao cô phải tự ngưỡng mộ chính mình chứ? Hứa Yi-jung ấy hả? Tôi cảm thấy con người của cô ấy rất tốt. Hôm nay tôi ấy còn hẹn tôi đi ăn cơm nữa đấy. Nói muốn trao đổi với tôi về chuyện thiết kế. Nhưng mà... hay. Đã bị người nào đó chặn lại hết cơ hội rồi. Trao đổi công việc chỉ nói trong giờ làm. Thời gian tan làm nói chuyện yêu đương. Không có yêu đương mà. Cải thiện tình cảm vợ chồng. Nhưng mà nói đúng ra thì tôi cảm thấy phong cách thiết kế của cô rất giống với một người mà tôi quen biết. Là vị nhà thiết kế nào? Kể từ sau khi mẹ qua đời mình không có tâm tư thiết kế. Cũng không dùng cái tên V-Kép để trình diễn thiết kế nữa. Không ngờ là vẫn còn người nhớ tới. Anh gặp cô ấy bao giờ chưa? Chưa gặp bao giờ. Nhưng mà tôi thật sự rất muốn được một lần hợp tác với cô ấy. Chỉ là tôi gửi tin nhắn đến địa chỉ email của cô ấy vẫn luôn không nhận được câu trả lời. Không ngờ tới đúng không? Người đó đã gả cho anh rồi đấy. Còn đang ngồi ngay trước mặt anh nữa. Vậy tại sao anh lại muốn hợp tác với cô ấy thế? Lần đầu tiên tôi thấy những bản thiết kế của cô ấy cứ luôn cảm nhận được một cảm giác hòa hợp, tương đồng về mặt tâm hồn. Thích nhiều đến mức này rồi sao? Vậy tại sao anh lại muốn hợp tác với anh ấy? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bản thiết kế của anh ấy, tôi cứ có một linh cảm gì đó. Anh thích đến mức vậy sao? Tất nhiên. Tôi không phải là nói khả năng của em kém. Ngược lại là rất tốt. Chỉ là ở trong công ty, sẽ là mọi người quyết định một cách khách quan. À, thực ra xung quanh tôi, ngoại trừ mẹ và cô giáo của tôi ra, thì chưa có ai khen tôi như vậy. Vậy từ giờ về sau em sẽ nhận được nhiều lời khen ấy, thậm chí có thể trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Ôi thật sao? Ôi, hai người đang nói chuyện gì vậy? Tại sao cô vẫn chưa về nhà? Thì ra là ở đây ăn ngon với người đàn ông này. Chết tiệt, mình không ngờ anh ta thật sự giàu như vậy. Tại sao Tạ Vạn có thể đi ăn tối với anh ta? Thiện Ngọc, tôi cảnh báo cô, đừng để tôi phải ra tay ở đây. Anh chàng này, anh có biết Tạ Vạn là loại phụ nữ như thế nào không? Cô ấy chỉ là một người phụ nữ theo đuổi tiền bạc. Cô ta đã từng hủy hôn vì tiền lễ đính hôn quá ít đấy. Vì vậy cô ta mới tiếp cận anh. Cô ấy thích sự phù phiếm, trong lòng chỉ có tiền bạc. Thật trùng hợp tôi cũng chỉ có tiền bạc. Sao cô thấy thế nào? Cô đã nói xong chưa? Làm ơn đừng làm phiền chúng tôi nữa. Hãy đi ra khỏi đây đi. Người đàn ông này đang ra mặt giúp mình. Xem ra anh ta cũng không phải là người xấu gì. Anh dám đuổi tôi ra ngoài sao? Anh nghĩ anh là ai?
Đủ rồi. Thiện Ngọc, đủ rồi đấy, cô đừng ở đây nói lăng linh tinh nữa. Tạ Vạn, cô kiêu ngạo gì chứ? Người đàn ông như anh ta cũng chỉ là chơi qua đường mà thôi. Anh ta chơi chán lại đá cô ngay ý mà. Rồi sẽ bỏ rơi cô mà không thương tiếc. Con nhỏ này, cô có muốn đấu với tôi không? Tôi cũng là người cứng đầu. Nếu cô vẫn cứ muốn làm phiền tôi, thì thử xem. Anh không quan tâm đến người phụ nữ của mình là người như thế nào sao? Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi? Có cả võ nghệ và văn chương đều tốt chứ sao? Phụ vụ đâu? Tôi bị khách hàng của các người đánh. Tốt nhất nên cho tôi một lời giải thích. Nếu không thì... Xin chào, tôi là quản lý ở đây. Có chuyện gì vậy? Nếu hôm nay anh không đuổi cô ta đi, tôi sẽ nói với ông chủ của anh. Ông chủ sao? Tôi và ông chủ của anh là bạn tốt. Nếu anh không xử lý tốt vụ này, tôi sẽ nói với An ấy sa thải anh. Cô biết ông chủ của chúng tôi thật sao? Còn không mau, nhanh chóng đuổi cả hai người này ra khỏi đây. Tại sao tôi không nhớ mình có một người bạn như cô nhỉ? À, gì cơ? Hãy đưa cô ta vào danh sách đen. Đây là ông chủ của chúng tôi. Mời cô rời đi ngay bây giờ. Đồ khốn nạn, hai người hãy chờ đấy. Cửa hàng này cũng là của anh sao? Nó cũng có thể là của em. Ừ, hai chúng ta kết hôn rồi, chúng ta có thể chia sẻ mọi thứ cho nhau mà. Đó gọi là tài sản chung của vợ chồng. Bà chủ cô à? Tưởng tên đàn ông đó giàu lắm, không phải chỉ là chủ nhà hàng thôi sao? Có gì thú vị đâu chứ. Thực sự là chưa từng thấy. Mấy bữa ăn làm người đàn ông chết lòng. Mẹ, mẹ không biết hôm nay con mất mặt như thế nào đâu. Mẹ sẽ giúp con. Con gái, con lấy ở đâu nhiều tiền thế? Đừng làm những điều ngốc nghếch nhé. Ba yên tâm đi. Con đã tìm được một công việc tốt với mức lương khá. Ông chủ cũng rất tốt. Thậm chí đã ứng trả lương cho con trước. Vậy thì tốt quá. Tội nghiệp con tôi. Vì cha bị bệnh mà đem hết tiền trong nhà đi chữa trị. Ba đừng nói như vậy. Mạng sống là quan trọng nhất. Tất cả đều là lỗi của cặp mẹ con Giang Lan đó. Họ cực hết số tiền. Ba còn tưởng rằng là do chi phí y tế đắt đỏ. Mình không thể nói sự thật để không làm tổn thương ông ấy. Đồ phụ nữ độc ác. Cô thậm chí còn không quan tâm đến cha mình, nhưng lại chơi với người đàn ông khác. Không thể nhìn ra. Loại phụ nữ này mà. Ai mà gặp phải loại người như cô ta thì thật là xui xẻo mà. Bà ta cũng có bao giờ quan tâm đến bố mình đâu. Tại sao bà ấy lại đến bệnh viện? Mày để ba mày một mình ở bệnh viện. Mày còn là con người hả? Giang Lan, bà có đủ tư cách để chuyện đấy với tôi sao? Chuyện gì mà ồn ào vậy? Mọi người đến đây mà xem này. Vì tôi là mẹ kế của cô ta mà cô ta coi tôi không ra gì cả. Cô ta bắt nạt, ức hiếp tôi. Cha cô ta vất vả nuôi nấng cô ta. Sao cô ra có thể thể tàn nhẫn như vậy chứ? Dù là mẹ kế cũng nên đối xử tốt với bà ấy tốt một chút. Tại sao người phụ nữ này lại ở đây? Bây giờ mình lại trở thành kẻ phản diện. Mấy ngày đầu tôi không đến bệnh viện, là tôi đi làm để kiếm tiền. Tôi đã thanh toán tiền viện phí rồi. Cô đừng có nói điêu. Cô thì lấy đâu ra tiền để trả chi phí y tế? Đây là bệnh viện, vui lòng không làm ồn. Bác sĩ cô, ta đã trả tiền viện phí chưa? Cô ta đã thanh toán viện vài ngày trước rồi. Nếu không có sự cố gì xảy ra, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật trong tuần này. Làm sao có thể? Bà đã giữ lại tiền cho riêng bà rồi. Bà tưởng tôi không có tiền trả phí phẫu thuật cho ba tôi à? Hóa ra chỉ là hiểu lầm. Nếu không đến bệnh viện, làm sao bác sĩ biết tên ông ta? Đã thế, người phụ nữ này còn la hét om sòm. Đúng là không biết xấu hổ. Thật không ngờ, lại gặp người quen cũ trong lúc đi kiểm tra sức khỏe. Các chỉ số của anh đều bình thường. Cô Tạ, cô ra đây cùng tôi một lát. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Người phụ nữ này còn biết cả cậu Lục Nghị sao? Có lẽ tôi đã biết được vì sao cô lại cưới Cố Thập rồi. Đây chỉ là suy đoán của hắn thôi. Chỉ cần mình không thừa nhận là được. Cô muốn tiền thì hãy đến tìm tôi. Tao có rất nhiều tiền. Tôi chả hiểu anh đang nói về cái gì cả. Cô tin hay không thì tùy. Tôi sẽ kiểm tra tài khoản của cô ngay bây giờ. Tôi biết toàn bộ lịch sử giao dịch của cô đấy. Nào. À. 1 triệu thì quá ít. Xem ra quá keo kiệt nhỉ. Anh hãy xem lại thời gian đầu đi. Hôm đó tôi đã đón Vân Vân trước cửa nhà anh. Cô ấy vui mừng liền đưa tôi 1 triệu.
đúng rồi. Đây chỉ là cách vợ chồng chúng tôi thể hiện tình cảm với nhau mà thôi. Đúng như những gì anh nghĩ. Cái gì? Tạ Vạn biết Lục Nghị sao? Vốn dĩ ta muốn làm bẽ mặt Tạ Vạn trong bệnh viện. Nhưng đúng lúc đó Lục Nghị lại xuất hiện. DNAG nói chuyện nửa chừng thì cậu ấy kéo cô ta ra ngoài. Mẹ, vậy thì làm sao bây giờ? Chúng ta đã nhận tiền cưới rồi. Người đàn ông già đó biết rồi. Chắc chắn sẽ không tha thứ cho chúng ta. Miễn là Tạ Vạn và Cố Diệp quen nhau. Chúng ta không thể rút lui. Vân vân, chúng ta trả lại tiền cưới đi. Con không nghe mẹ phải không? Mẹ, con đã tiêu hết tiền cưới rồi không thể trả lại nữa. Không thể hoàn lại được. Đừng lo, chúng ta còn có cách. Anh ta báo cáo lịch trình thật này. Có phải đôi tình nhân thực sự đâu chứ? Làm vậy cho ai xem chứ? Nhiều tin nhắn gửi đến VK như vậy à? Xin chào, tôi là VK. Nhiều tin nhắn gửi đến VK như vậy sao? Này, đến đây nhanh lên. Không biết, anh ấy có biết DNAG bị vợ mình lừa không nhỉ? Không phải mình dùng tài khoản của VK để trả lời anh ấy sao? Tại sao lại như không có chuyện gì xảy ra vậy? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra? Hắn cố ý biết nội dung giao dịch của chúng ta. Nhưng tôi không thừa nhận gì cả. Anh ta có biết cũng không sao. Anh ta không thể chứng minh được chúng ta giả mạo. Vậy anh có nhớ Giang Nhiên có đặc điểm nào rõ ràng không? Ồ không bê. Tôi chỉ muốn xác nhận một chút. Có thể tôi thực sự là Giang Nhiên. Tôi thực sự không thể giúp em được việc này. Ký ức của tôi về anh ấy đã rất mờ nhạt. Bây giờ tôi chỉ nhớ được những người đã chăm sóc anh ấy trước đây. Như người giữ trẻ hoặc người giúp việc gì đó. Sau khi Giang Lan biến mất, người giữ trẻ đã bị sa thải. Nếu chúng ta bây giờ đi tìm người giữ trẻ để tìm hiểu thêm, điều này đồng nghĩa với việc tìm chứng cứ một cách cố ý. Rủi ro quá lớn. Chúng ta là người yêu thời thơ ấu. Anh vẫn không thể nhớ ra gì sao? Tại sao lại có cảm giác như cô ấy đang ghen tị vậy? Tại sao anh ấy lại làm vậy? Hay anh ta có ý đồ gì chăng? Là anh có ý đồ gì đúng không? Anh còn trả vờ nữa sao? Em đang đỏ mặt lên kìa. Hả? Làm sao tôi có thể đỏ mặt được? Mình có đỏ mặt sao? Tôi đang hỏi anh đó. Mọi chuyện đều là lỗi của anh, tại anh. Tôi không nhớ về những mối tình trước đây. Trong mắt tôi chỉ có em thôi. Thật không? Mẹ, Giang Nhiễm đó chắc chắn là kẻ giả mạo. Vì cô ấy đã nhận được 1 triệu đô. Cô ấy đã đồng ý giả mạo làm Giang Nhiễm. Còn nói cái gì mà? Giang Thiện có thể làm những gì mà người khác không thể làm. Ba. Ba ông còn nhớ Giang Nhiễm không thích ăn gì không? Tất nhiên là nhớ. Cô ấy không ăn cà rốt. Vì con bé dị ứng với cà rốt. À hôm nay trong bánh mì có nước ép cà rốt. Anh cháu lại ăn. Sẽ không có chuyện gì chứ? Ô trời sao một nói đến dị ứng mới bắt đầu giả vờ. Em không sao chứ? Mau đi bệnh viện. Cô ta diễn xuất cũng tốt đấy. Giang Lan. Cô đang cố tình phải không? Ở nhà này chưa bao giờ có bánh mì làm từ nước cà rốt. Gọi đầu bếp đến đây. Tôi muốn xem là ai dám làm vậy. Em tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào? Hồi nhỏ ăn cà rốt LA mặt đỏ bừng lên. Không ngờ đó lại là vì dị ứng. Chắc mình giờ trông rất xấu xí. Anh đừng nhìn tôi. Dễ thương quá.
vợ tôi thật là xinh đẹp. Đây thực sự chỉ là giả thôi. Sao anh ấy lại quan tâm đến mình như vậy? Nhưng trước đây, tôi không hề biết em và Giang Nhiễm đều bị dị ứng giống nhau. Là do sơ suất của tôi. Tôi xin lỗi, điều đó không tốt sao? Đến mức ông nội tưởng tôi là cô ấy thật. Nếu muốn chứng minh bằng cách này, tôi nghĩ không cần thiết lắm. Để tôi gọi bác sĩ vào kiểm tra. Ngay cả khi cô nghi ngờ về danh tính của cô ấy, cũng không nên thử nghiệm cô ấy như vậy. Có thể cô ấy và Cố Thập đã thỏa thuận với nhau. Lừa dối chúng ta đấy. Ai dám lừa dối chứ? Đây là kết quả xét nghiệm từ bệnh viện. Cô ấy thực sự dị ứng với cà rốt. Dù có như thế nào, cũng không thể đùa giỡn với tính mạng của người khác như vậy. Không ngờ lại giúp đôi kia một tay, làm cho ông tin rằng cô ta chính là Giang Nhiễm. Tiểu Nhiễm, sức khỏe cháu sao rồi? Cháu cũng đã khỏe hơn rồi. Ông đừng lo lắng, cháu không sao đâu. Cháu từ nhỏ đã rất thông minh rồi. Vậy bọn cháu quay về trước. Chờ chút. Tôi còn chuyện muốn nói với cả hai đứa. Hai người còn đứng đây làm gì? Hai cháu đã kết hôn được bao lâu rồi? Dự định khi nào? Mới cho ta bế cháu đây. Về vấn đề này, cháu nghĩ là phải suy nghĩ kỹ. Mình thật sự sẽ sinh con với anh ấy sao? Ông nội, chuyện lớn thế này. Cháu cần phải bàn bạc lại với anh ấy. Không phải bây giờ chúng ta đang thảo luận về vấn đề đấy đây sao? Ông ơi, cô ấy mới về nước tiếp quản công việc. Còn nhiều việc chưa giải quyết. Cháu nghĩ nếu bây giờ cô ấy mang thai, nghỉ phép dài ngày, e là không hay cho lắm. Đúng đúng. Ta không nói là bây giờ phải sinh cho tôi ngay một đứa. Ta cũng không phải là ông cố già chỉ nghĩ đến việc có con. Ta chỉ muốn hỏi xem hai người trẻ này, kế hoạch tiếp theo là gì thôi. Lỡ như, một ngày nào đó đột nhiên ôm theo một đứa bé về thì làm sao được. Điều đó sẽ không xảy ra đâu ạ. Được rồi, vậy thì một năm nữa. Ta chờ tin tốt từ hai đứa nhé. Ha 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 ha. Nghe thấy ông nói gì chưa? Trong hợp đồng của chúng ta không có điều khoản này. Chỉ là nói để dỗ dành ông nội mà thôi. Mà nếu có một đứa bé liệu có đáng yêu không nhỉ? Anh đừng có mơ. Chủ tịch Cố, đây là toàn bộ hồ sơ của cô Tạ trong trại trẻ mồ côi. Khi đó tuyết đang rơi. Cô ấy ngất xỉu trong khu rừng gần trại mồ côi. Và cô ấy đã được đưa về đó. Thời gian vừa khớp. Cả dị ứng và sở thích đều giống nhau. Tạ Vạn chính là Giang Nhiễm. Tại sao lúc đó khi nhặt được đứa bé cô không báo cảnh sát? Tôi đã liên lạc với cảnh sát, kiểm tra và hỏi thăm tất cả mọi người xung quanh. Nhưng họ đều chẳng biết đứa bé đó là của ai. Chúng tôi ở một vùng xa xôi, thiết bị còn lạc hậu, nên không thể xác định được cha mẹ của đứa bé. Còn bằng chứng nào nữa không? À, khi mới đến nếu hỏi cô ấy cái gì cô ấy đều trả lời không biết. Bác sĩ nói là cô ấy bị mất trí nhớ. Nhưng các bạn nhỏ khác đều trêu chọc cô ấy. Và lần nghiêm trọng nhất là đám trẻ lấy củi vừa đốt xong châm vào da cô bé. Không ngờ cô ấy cũng trải qua những điều như vậy. Nhưng may mắn là sau đó được ông Tạ Vĩnh Niên nhận nuôi. Ô, đứa trẻ này cũng trải qua nhiều khó khăn. Cuối cùng cũng xong. Ngày hôm nay bình yên đến lạ. Sao mình luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó? Cố Thập dạo này đi công tác ở ngoại tỉnh. Bảo sao mình cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó? Tại sao mình lại như vậy chứ? Không phải là mình thích anh ta rồi đấy chứ? Mình chỉ là theo hợp đồng hôn nhân thôi mà. Tỉnh táo lại đi, Tạ Vạn. Trưa nay em đã ăn trưa với ai vậy? Với Tử Thuấn. Chúng tôi ăn trưa cùng nhau. Chúng tôi đã nói chuyện vui vẻ. Nói chuyện gì vậy? Chúng tôi nói về. Tại sao anh lại hỏi nhiều như vậy chứ? Chẳng lẽ anh ấy sợ mình lừa dối anh sao? Còn nhiều lắm mà. Anh thèm ăn đến thế sao? Tôi chỉ ăn những gì em đã từng ăn rồi thôi. Của anh đây. Không phải cô ấy nghĩ mình thực sự muốn ăn bánh sao? Ngây thơ thật sự. À cái đó, chỉ có em mới làm thế này. Nhưng đợi một chút, đợi chút. Tôi làm sao cơ? Ngốc nghếch. Anh mới là đồ ngốc đấy. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.
Tôi sai. Mau ăn bánh đi. Bánh này rất ngon, nên khó mua lắm đấy. Thật là đáng yêu mà. Dịp Tết chúng tôi đặt một chiếc bánh lớn. Kết quả là bánh không đủ phần. Cô ấy nói cô ấy không thích ăn bánh, nên cô ấy đã chia phần bánh của mình cho các em nhỏ khác. Cái này có đẹp không? Mọi người, tôi thông báo cho mọi người một chuyện. Tuần này công ty sẽ tổ chức một buổi tiệc, rất nhiều người nổi tiếng sẽ tham gia. Cố tổng cho rằng đây chính là một cơ hội tốt để tuyên truyền. Vì vậy chúng ta phải lập một kế hoạch khác lạ, làm người khác ấn tượng về màn biểu diễn của chúng ta. Phương án lần này, tôi nghĩ có thể giao việc đó cho Tạ Uyển thiết kế. Mọi người có ý kiến nào khác có thể góp ý. Em không có ý kiến gì hết, thiết kế của Tạ Uyển rất có linh hồn, chắc chắn có thể khiến mọi người trầm trồ. Thần phụ ý. Cảm ơn sự công nhận của mọi người dành cho tôi. Chị dâu, chị tìm ai đấy? Sao cậu lại đến đây? Dịp quan trọng như thế, người của cố gia không nên đến sao? Sao cảm giác người này cứ có gì đấy không tốt đẹp nhỉ? Buổi trình diễn này không phải một buổi trình diễn bình thường đâu. Buổi trình diễn này cho chúng ta được mặc các trang phục được thiết kế. Chẳng phải Tạ Uyển đã nói rồi sao? Phụ nữ thời đại mới cần sự tự tin. Mỗi một người con gái đều là một công chúa. Tất cả đều có thể được mặc những trang phục đẹp đẽ. Những cô gái bình thường mặc lên cũng có tỏa sáng. Đó thực sự là một thiết kế tốt. Đúng đấy. Câu khẩu hiệu đó nói như thế nào ấy nhỉ? Vẻ đẹp không nằm ngoài tầm tay. Vì vậy lần này chúng ta chỉ nhìn chúng một bộ nào đó thì đến chỗ nhân viên để đăng ký. Tôi chưa bao giờ tham gia một buổi trình diễn thời trang nào như này. Xem ra Tạ Uyển thực sự rất có tài hoa. Tạ Uyển kìa. Thiết kế này chẳng phải xem thiết kế vài năm trước của VKP hay sao? Cái này thật giống với thiết kế của VKP. Có lẽ nào thiết kế này tham KHAP của VKP ư? Tham khảo á? Là sao chép thì đúng hơn. Chưa có sự đồng ý của VKP đã tự ý sao chép nhiều yếu tố như vậy. Những thứ kiểu này mà cũng xuất hiện được trong dịp quan trọng thế này sao? Nghe nói buổi biểu diễn này là một buổi biểu diễn lớn của tập đoàn Vĩnh Hằng. Thế mà lại cho chúng ta xem cái này hả? Vị cố tổng mới bổ nhiệm này năng lực trả ra làm sao? Xin chào mọi người. Tôi là người khởi xướng bữa tiệc này, cố thời của tập đoàn Vĩnh Hằng. Ban nãy lúc tôi ở bên dưới đã nghe thấy sự tranh cãi về tác phẩm của buổi biểu diễn hôm nay. Tôi giống mọi người. Lúc ban đầu tôi cảm thấy phong cách của nhà thiết kế rất giống với VKP. Có điều, mời mọi người xem kỹ. Nhà thiết kế của chúng tôi thiết kế đồ đều là những thứ đang hướng đến thị trường. Còn VKP, thiết kế của VKP càng giống một tác phẩm nghệ thuật hơn. Vớ vẩn. Đến thiết kế của học sinh của tôi còn không hiểu hay sao? Không ngờ đấy, đạo nhái đạo đến tận cửa nhà người ta. Đúng đấy anh trai. Làm người phải có giới hạn, tục ngữ nói rất hay, người cần mặt mũi. Cây cần vỏ, Tạ Uyển, hôm nay e là cô sẽ khó dọn dẹp tàn cục đấy. Đấy là nhà thiết hàng đầu trong nước và ngoài nước. VKP một tay đưa vươn tầm thế giới, chắc là giả đấy. Nhà thiết kế của tập đoàn Vĩnh Hằng đạo tác phẩm của VKP. Lỡ giáo viên cũng có lúc nhìn sai thì sao? Không thể nào. Đúng là người thầy tốt của mình. Đã từng đấy tuổi rồi mà còn gào to được như thế, để tôi tìm công lý cho mình. Xin chào mọi người. Tôi là nhà thiết kế của tập đoàn Vĩnh Hằng, Tạ Uyển. Cũng là VKP. Tôi là nhà thiết kế của tập đoàn Vĩnh Hằng, Tạ Uyển. Cũng là VKP. Cô ta là VKP ư? Sao có thể chứ? VKP không cần thiết phải đi làm nhân viên ở công ty. Ai cũng mạo danh VKP được, đúng. Tất cả số tiền VKP bán được từ các tác phẩm đều quyên góp cho quỹ từ thiện rồi. Người bình thường cũng so sánh được sao? Nếu biết sau này bố bị đổ bệnh, lúc đó tôi đã không đổ hết tiền vào quỹ rồi. Anh trai, chuyện này anh nhất định phải có một câu trả lời cho mọi người. Đúng đại cố đại tổng tài. Hôm nay anh không dễ thiên vị cô ta đâu. Công đạo ở lòng người. Biết ngay hai người này không có gì tốt đẹp. Cô Hàn. Lâu rồi không gặp. Ồ, cô vẫn còn nhận người thầy này à? Cô đi chỗ khác thiết kế sao không thèm nói với bà già này một câu? Tạ Uyển thực sự là VKP sao?
Trước đây tôi cảm thấy Tạ Uyển không tầm thường, mắt nhìn người của cố tổng xịn thật đó. Tôi là đồng nghiệp của VKF ư, đúng là phúc tổ mấy đời nhà tôi, em còn bao nhiêu chuyện mà tôi không biết. Hai vị sứ giả chính nghĩa bên dưới, tôi tự dùng sự thiết kế của mình cần phải tự xin phép chính minh hay sao? Cái gì tốt đều bị cố tổng chiếm, đúng, có gì thì sớm thể hiện. Con danh, hôm nay bổn thiếu gia còn có việc, hôm khác nói sau. Chúng ta cùng vỗ tay cho nhà thiết kế Tạ Uyển nào. Lần đầu gặp mặt, nhà thiết kế VKF. Đừng để mình gặp phải anh ấy. Ừm, em có thể giải thích mà. Đùa có vui không? Không vui, em có biết khi nãy bọn họ nói xấu em. Anh thực sự rất muốn đuổi bọn họ ra ngoài. Thật ra anh cảm thấy cũng khá thú vị mà phải không? Ngày mai chúng ta có thể sẽ có tin đồn riêng của chúng ta đấy. Nội dung sẽ là nhà thiết kế nổi tiếng VKF là Hồ Ly Tinh. Sau đó cô ta đã khiến cố tổng mê như điếu đổ. Cô gái này thật tinh quái. Cho dù là lừa dối mình cũng không thể nổi giận được. Lỡ những lời họ nói đều là thật thì sao? Ý gì vậy? Không lẽ vẫn còn đang giận sao? Nếu giận thì tại sao từ nãy vẫn nắm tay mình không buông? Thế, tại sao em lại che giấu thân phận? Thật ra, thiết kế của VKF đều được thiết kế dưới sự hướng dẫn của cô giáo em mới có thể hoàn thành. Nhưng từ khi mẹ nuôi em đổ bệnh, em không thể thiết kế thêm một tác phẩm tốt nào nữa. Ngay cả bản thảo giao cho công ty cũng đều là bản nháp em đã thiết kế ra từ trước. Rồi sửa lại lần nữa. Nhưng anh cảm thấy thiết kế bây giờ của em càng tốt hơn. Đó là bởi vì đều là em vẽ đây à? Cũng đẹp phết đấy. Anh nói em hay là nó đẹp? Em và nó đều đẹp. Nhờ anh cả đấy. Anh là người đầu tiên khen em. Thiết kế của VKF rất nổi tiếng trong giới thiết kế. Anh không phải là người đầu tiên thích mà. Thật ra khoảng thời gian đó thiết kế của em vô cùng tệ. Em sợ em sẽ làm những người thích em thất vọng. Vì vậy em không dùng thân phận VKF để tung tác phẩm ra ngoài. Nhưng từ lúc đánh mất hào quang của VKF, em nhận được rất nhiều sự hoài nghi không tốt. Tuy anh không phải là người đầu tiên thích VKF, nhưng anh là người đầu tiên thích Tạ Uyển. Đúng, điều anh thích chính là em. Đúng, điều anh thích chính là em. Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì? Rốt cuộc là anh thích người hay là thích tác phẩm? Mắc gì nói mấy câu làm người ta hiểu lầm. Tên khốn này nữa, làm mình cứ suy nghĩ. Chồng, tên khốn, nói anh à. Sao có thể chứ? Chồng em là một người đàn ông tốt. Người đàn ông bà tốt. Chuyện em lừa anh còn chưa tha thứ đâu. Thế, làm thế nào anh mới tha thứ cho em? Mẹ mau nhìn này. Sao có thể như vậy? Con phế vật Tạ Uyển này, sao nó có thể là VKF được? Nó mà có bản lĩnh này thì nó đã cao chạy xa bay lâu rồi. Mẹ nhìn người đàn ông này. Không ngờ anh ta là cố đại thiếu gia từ nước ngoài về đấy. Xem ra Tạ Uyển thực sự đã bám được một người giàu có đấy. Không biết anh cố đấy nhìn chúng cô ta ở chỗ nào. Bây giờ phải làm sao? Chúng ta mà làm gì đó với bố cô ta, cô ta mách cố thời, anh cố thời đó làm sao tha cho chúng ta được? Cố thời ưu tú như vậy, cậu ta muốn gì mà không có? Cậu ta chỉ đang chơi đùa mà thôi. Chỉ cần chúng ta làm cho Tạ Uyển thanh danh bị hủy hoại, cậu ta sẽ không do dự bỏ rơi Tạ Uyển đâu. Trời, Uyển Uyển, cao nhân thân tàng bất lộ đấy. Còn tưởng VKF là người già giàu kinh nghiệm nào đó, không ngờ trẻ như thế đã nổi tiếng khắp nơi rồi. Cảm ơn mọi người đã khen,
Tôi vẫn còn cần học hỏi thêm nhiều, sau này chúng ta cùng nỗ lực làm việc nhé. Tối qua cậu đi đâu vậy? Bữa tiệc còn chưa kết thúc mà đã không thấy cậu đâu rồi, còn định tìm cậu nói chuyện, hôm qua trốn ai đó. Mà không trốn được, còn bị người ta dồn vào tường hôn một lúc lâu đấy. Tạ Uyển đâu, mau ra đây cho tôi, đây là khu vực văn phòng cấm, ai cho ông vào đây? Tôi là đối tác quan trọng của công ty cô, ai là Tạ Uyển, gọi ra đây cho tôi, đây là Vương Tổng, quan hệ rất tốt với tổng tài trước đấy. Ông tìm tôi à? Tạ Uyển, cô nhận sinh lễ của tôi xong sao lại biến mất luôn, ông đang nói gì vậy, tớ không hề biết ông ta là ai, đừng có giả vờ, nhà cô nhận sinh lễ của tôi, còn giả chết không đáp lời, tôi xem được tin tức mới tìm được đến đây, thế ông đi tìm người nhận sinh lễ của ông ý, tìm tôi làm gì, tôi không cần biết. Hôm nay cô phải đi với tôi, Vương Tổng, đây là khu vực cấm của văn phòng, thì phải có lời với cố tổng của chúng tôi đã. Tôi đưa vợ tôi về nhà cũng cần sự đồng ý của các người à. Hả? Ông nhìn cho kỹ, tôi là vợ ông ư. Đúng mà. Đây chính là kết cục cho người làm chồng tôi. Ngày nào cũng bị bạo lực gia đình. Đứng ngơ ra đấy làm gì? Lên đi, chào cố tổng. Cố tổng, anh mau quản nhân viên của anh đi, đánh tôi thành thế này, cố tổng, là tại Vương Tổng. Mình đánh đối tác của cố thời. Người đàn ông này trước nay luôn để chuyện công là chuyện công. Lần này mình thực sự sẽ thành cá chiên rồi, là ông ta cưỡng ép em lấy ông ta. Em làm thế là vì phòng vệ thích đáng mà thôi. Phòng vệ thích đáng mà đánh tôi thành thế này. Cố tổng, cô nhân viên này đang làm tổn hại hình tượng của quý công ty các anh nên sa thải cô ta đi, ông đang dạy cách tôi làm việc à? Kể từ ngày hôm nay bổn công ty chấm dứt mọi sự hợp tác với Vương Tổng. Này cố tổng, anh đang đùa đúng không? Nhìn tôi trông giống đang đùa à? Ông chưa qua sự đồng ý của tôi đã tự đến làm loạn công ty. Tôi thấy không cần hợp tác nữa đâu. Cố tổng, tôi là bạn tốt của cựu tổng tài đấy. Anh không thể đối xử với tôi như vậy được, thế ông đi tìm ông ấy đi. Rõ ràng người phụ nữ này nhận sinh lễ của tôi xong phớt lờ tôi. Cố tổng, tôi sai rồi, anh đừng chấm dứt hợp tác cố tổng. Bảo vệ nhân viên, cố tổng ngầu thật đấy, đây chẳng phải là người đàn ông trong truyền thuyết hay sao? Tôi bằng lòng làm việc mãi ở công ty này cho đến lúc nghỉ hưu. Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi, đi thôi. Cố tổng, tôi nghĩ Tạ Uyển không phải là người đi lừa tiền người khác như vậy, làm tốt công việc của cô đi. Em đứng xa tôi như vậy làm gì, dù gì cũng vì mình mà đánh mất đối tác, chắc là đang giận rồi. Muốn ăn gì? Hả? Anh hỏi em muốn ăn gì? Em đã hứa với anh rồi còn gì? Chuyện em lừa anh vẫn chưa tha thứ cho em đâu, thế phải làm thế nào anh mới chịu tha thứ cho em? Không phải trường hợp đặc biệt, sau này mỗi khi tan ca đều phải ăn cùng anh. Anh biết anh đẹp trai, nhưng em cũng không thể không cho anh ăn như thế được. Không phải, ban nãy anh gọi em vào văn phòng. Em còn tưởng anh sẽ giáo huấn em cơ, dạy ai? Dạy vợ à? Đúng rồi, người đàn ông ban nãy nói như thế với em. Anh không giận à? Có gì đâu mà giận. Ông ta cho em tiền sinh lễ. Sợ không nhiều bằng tiền anh cho em tiêu vặt đâu nhỉ? Anh có niềm tin tuyệt đối, chỉ cần anh không buông tay. Em sẽ mãi là của anh. Có điều, anh vì em mà làm mất đi mối quan hệ hợp tác đó. Không sao chứ. Ông Vương Phó Tổng đó hợp tác với công ty chúng ta, dường như không có chút lợi nhuận nào. Ông ta chẳng qua chỉ là một người bạn của cựu tổng tài thôi. Nhưng cơ hội này đá ông ta ra. Nói như thế, đáng lẽ anh nên cảm ơn em nhỉ? Biết ngay mà. Người mặt sắt lạnh lùng như anh làm sao ủng hộ em được. Em không chính trực đến vậy. Những tình huống như hôm nay, cho dù công ty có lợi nhuận, anh vẫn sẽ ủng hộ em. Nói, gần đây anh lén đọc trộm quyển sách nào? Sao tự nhiên nói chuyện lại hay đến thế? Thế em có thể nào nể tình anh biết cách nói chuyện mà đừng bạo lực gia đình anh được không? Anh nghe thấy hết rồi à? Anh không giống ông ta. Anh tốt như vậy. Nếu em còn đánh anh thì đó lại là vấn đề của em rồi. Vậy sau này mong em có thể đối xử tốt với tôi hơn một chút được không? Vợ à?
tên họ Giang kia, bà còn không ra đây tôi sẽ gọi người tháo cửa đấy. Hai người, phá cửa cho tôi. Anh Vương, có chuyện gì thì từ từ nói, anh đi tìm nó chưa? Bà xem nó đánh ông đây thành cái gì rồi, hôm nay bà bắt buộc phải trả lại cho tôi số xính lễ ấy, nếu không tôi đập nát nhà bà. Chúng ta đã nói rồi còn gì, tôi hứa với ông, tôi nhất định sẽ làm được, tôi nhất định sẽ giao nó vào tay ông. Một tuần, à không, 3 ngày, tôi đảm bảo nó chắc chắn sẽ là của ông. Thế tôi cho bà thêm 3 ngày, bà dám giở trò gì, tôi sẽ khiến bà không ăn được gì, lăn qua lăn lại. Chúng ta đi. Người phụ nữ này lại muốn giở trò gì? Alo Tiểu Uyển, sao dạo này con không gọi điện về nhà thế? Có phải là có người yêu quên mẹ hả? Giang Lan Huệ, đừng có giả vờ làm người tốt, bà ước tôi chết ở ngoài này còn không hết, làm sao có thể như thế được? Tiểu Uyển, mẹ xem tin tức rồi. Con làm việc ở tập đoàn Vĩnh Hằng sao không nói một tiếng? Em gái Nhan Nhan của con luôn muốn làm việc ở công ty của Cố Thị. Con xem con có giúp em được không? Tôi cũng có phải ông chủ đâu. Tôi không có tư cách tuyển người, con là nhà thiết kế nổi tiếng, con đi nhắc với sếp chuyện đó. Mẹ không tin cậu ta không đồng ý. Chị Tiểu Uyển, em biết trước quan hệ của chúng ta không tốt, nhưng dù gì chúng ta cũng là người một nhà mà, chị giúp em đi. Người một nhà ư? Lúc đầu cô bán tôi cho gã đàn ông đó, sao cô không nghĩ ra chúng ta là người một nhà? Cô ta không cắn câu. Chúng ta làm sao mới lừa được nó qua đây đây? Không vội, chúng ta cùng đi tìm nó. Chị Tiểu Uyển, tại ngày trước em không hiểu chuyện, em chúc chị một ly, tôi không uống rượu, nước cam chắc là được chứ. Hóa ra cách bà nghĩ là bỏ thuốc à? Giao người cho ông là được rồi còn gì, nhà thiết kế chó gì? Chẳng qua chỉ là một nhân viên làm việc cho người khác thôi. Giả vờ cao quý gì chứ? Đợi cô ta thực sự là người phụ nữ của ông. Ông còn sợ cô ta không nghe lời sao? Ông muốn xử lý nó thế nào cũng được. Chúng tôi đi đây. Đánh nhau giỏi thì có tác dụng gì, qua đêm nay vẫn phải nghe lời tôi thôi. Ai đây? Tan ca rồi Cố Tổng còn gọi điện làm gì? Cố Tổng, Cố Tổng, anh nghe tôi giải thích. Đây là vợ tôi, vợ ông á. Cố Tổng, tôi sai rồi. Còn chưa ly hôn mà dám cướp vợ tôi à? Em tin tưởng anh như vậy, anh không đến cứu em thì em phải làm sao? Cố Tổng, hôm nay em ăn ở bên ngoài, em gửi định vị cho anh. Nếu anh không gọi được cho em thì đến tìm em nhé. Được. Vương Tổng, Vương Tổng, ông không sao chứ? Tôi gọi điện thoại ngay đây. Giang Lan Huệ, bà được lắm. Mình tưởng bọn họ chỉ muốn chuốc cho mình say thôi, ai ngờ mẹ con họ lại quỷ quyệt như vậy, không đánh được là bỏ thuốc. Đợi đấy, xem tôi xử lý các người thế nào. Mới sáng sớm mà đã hung dữ thế rồi. Anh thay đồ cho em à? Anh còn tắm cho em cơ. Đồ lưu manh, anh thừa cơ lúc người ta gặp khó. Bẩn như thế, em phải tắm em mới lên giường ngủ được mà. Thế anh tự ngủ trên giường đi. Anh vứt em ở trên sofa hay dưới đất không được à? Anh nghĩ ngủ ở giường sẽ thoải mái hơn. Thế, anh đã nhìn thấy gì rồi? Anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà. Có điều, sau eo em sao lại có vết sẹo đấy?
bị bỏng nước nóng đấy. Lần sau cẩn thận nhé. Có vẻ không phải. Vậy vết sẹo này từ đâu mà ra? Này nhà thiết kế Tạ, hình như sáng nay tôi nhìn thấy cố tổng rồi. Thế thì sao? Hình như eo cố tổng hôm nay không được ổn. Cô đang nghĩ gì thế? Có phải cô cũng nghĩ cố tổng rất giỏi chuyện đó phải không? Nói linh tinh gì thế? Tôi không phải là người như vậy. Tôi cứ nói đấy làm sao? Cô cũng có phải vợ anh ấy đâu. Làm sao cô biết anh ta không lợi hại? Đúng rồi. Tôi vừa pha cà phê, mời cô uống đấy. Mẹ, chúng ta phải làm như vậy ư? Lúc quan trọng Cố Thời lại xuất hiện cứu Tạ Uyển. Lão Vương đó không cần người, chỉ cần sính lễ. Vì vậy chúng ta phải ra tay từ Tạ Hữu Niên. Mẹ, đây là giết người đó. Chúng ta không lấy được tiền ra, Lão Vương sẽ khiến chúng ta sống không bằng chết. Alo, xin chào, cô Tạ, bố cô không ổn, giờ đang được cấp cứu. Cái gì cơ, tôi sẽ đến ngay, anh đợi một chút, anh đi cùng em, để anh lái xe đưa em đi. Đi. Bác sĩ, thế nào rồi? Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, rốt cuộc bố tôi bị sao vậy? Lúc kiểm tra phòng phát hiện bệnh nhân không còn thở nữa. Sao có thể như thế được? Không phải đã khôi phục rất ổn rồi, chuẩn bị làm phẫu thuật mà. Chúng tôi cũng cảm thấy lạ, kiểm tra xong không thấy điều gì bất thường. Chỉ đành đợi ông ấy tỉnh rồi hỏi lại tình hình. Sao có thể như thế được? Nếu bố không còn nữa, những chuyện em làm bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa? Không đâu, sẽ ổn thôi. Bây giờ điều em cần làm là nghỉ ngơi thật tốt, được không? Anh ở bên em. Bệnh nhân đã thoát khỏi cơn nguy kịch rồi. Bố không sao chứ? Từ từ thôi. Bố tưởng suýt chút nữa là không gặp được hai đứa nữa rồi. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Tất cả là trò của hai mẹ con Giang Lan Huệ. Sao cơ? Ông mau đi chết đi. Ông chết rồi. Tôi sẽ nhận được tiền bảo hiểm. Không ngờ hai mẹ con bà ta lại độc ác đến thế. Ra tay với con thì thôi đi, lại còn dám ra tay với bố nữa. Cái gì cơ? Bố đừng lo. Con không sao. Đều là anh ấy cứu con. Con chào bác. Đây là bạn trai của con à? Con chào bác. Con là người yêu của cô ấy. Uyển Uyển, con kết hôn rồi à? Con xin lỗi nhé bố. Con không biết nói chuyện này với bố là chuyện tốt hay xấu. Dù gì bố cũng sắp phải phẫu thuật, thế nên con chưa dám nói với bố. Chắc là chuyện tốt rồi. Con gái tìm được người yêu rồi. Bố vui còn không kịp. Con cũng vậy. Ai đó? Tôi. Giang Lan Huệ, bà làm chuyện xấu gì à? Vừa nhìn thấy cảnh sát đã sợ rồi. Ai sợ? Cô đưa cảnh sát đến nhà tôi. Ai biết cô giở điên cái gì? Bà Giang, xin mời bà đi với chúng tôi. Dựa vào đâu chứ? Đêm qua hai mẹ con bà lẻn vào bệnh viện là nghi phạm giết người. Mời bà phối hợp với sự điều tra của chúng tôi. Camera có quay lại được không? Người đương sự có nhìn thấy không? Các người vu khống à? Người đương sự nghe thấy tiếng của hai người. Hơn nữa có dấu vân tay trên gối của hai người ở hiện trường. Tạ Uyển. Mẹ. Mẹ tìm có việc gì thế? Chúng ta không thể ngồi không như vậy được. Nhất định phải đuổi Tạ Uyển ra khỏi nhà bằng được. Làm gì có cách nào, ông nội tưởng cô ta là Khương Nhiên, rất thích cô ta. Thực ra cô ta có là Khương Nhiên hay không cũng không quan trọng nữa rồi. Ông già chỉ cần có một người coi là Khương Nhiên. Để giảm bớt cảm giác tội lỗi áy náy của mình, an lòng sống qua ngày thôi.
Anh muốn ăn đòn phải không? Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Cô xem cô đã kết hôn lâu như vậy rồi. Cố Thời đã từng mua cho cô cái xe cái nhà nào chưa? Anh ta chỉ cho cô 100 vạn. Nếu là tôi thì tôi sẽ khác. Nếu giờ cô chịu giúp tôi, đợi tôi kế thừa di sản, tôi sẽ cho cô cổ phần của công ty, thế nào hả? Hai người tranh di sản liên quan gì đến tôi? Lòng vòng từ nãy, cô chắc không biết rồi. Ông nội nói rồi. Ai tìm được Giang Nhiễm và chăm sóc tốt cho Giang Nhiễm, thì người đó sẽ được thừa kế nhiều hơn. Nếu không, tại sao Cố Thời lại tìm đến cô hả? Lẽ nào cô tưởng thực sự là vì tình yêu không đáng một xu đó ư? Đừng đùa nữa. Anh ta là thương nhân. Lợi ích là thứ đứng đầu. Theo tôi có thể cho cô nhiều hơn. Anh còn không bỏ tay ra. Tôi sẽ nhổ sạch đầu anh. Cậu ta nói gì với em thế? Có cần phải đứng gần thế không? Anh ta muốn liên thủ với em. Cố Thời liệu có thực sự như lời Cố Nghị nói? Vì dỗ ông nội vui. Vì muốn thừa kế được nhiều tài sản hơn nên mới tìm đến mình. Vậy sau khi Cố Thời lấy được tài sản, hôn nhân của chúng ta sẽ chấm dứt ư? Tại sao mình lại cảm thấy đau lòng nhỉ? Ăn nhiều một chút nhé. Ông à, hôm nay con mang một người về nhà. Đây là, ông à, cô ấy tên Đường Nguyệt. Lâu rồi không gặp. Sao mình thấy cô ta có chút quen quen nhỉ? Đương nhiên rồi, ông cũng có thể gọi cô ấy là Giang Nhiễm. Cố Nghị, lần trước chuyện cậu tìm người mạo danh Giang Nhiễm, còn chưa nhớ à? Ông nội con biết sai rồi, nhưng cô ấy thực sự là Giang Nhiễm. Vậy nên ý của cậu là Tạ Uyển là giả sao? Cái gì cơ, đây là giả ư? Dựa vào đâu các người cho rằng tôi là giả? Tôi biết cô sẽ nói như vậy. Tôi đột nhiên nhớ ra Giang Nhiễm thực sự trên người có một vết bớt hoa mận. Tình cờ là trên người cô ấy cũng có. Còn cô thì sao? Cô có nhớ vết bớt ở đâu không? Ý cậu nói là mình chưa từng nhắc chuyện Giang Nhiễm có một vết bớt mà. Cố Thời, cậu không được nói đáp án cho cô ta đâu đấy. Chẳng lẽ có người không nhớ được vết bớt của mình ở đâu ư? Cứ nói cho cậu ta theo tình hình bây giờ của em. Sau eo, vết bớt của tôi ở sau eo. Sao con nhỏ này lại biết được? Trùng hợp như vậy ư? Vết bớt của tôi cũng ở sau eo. Giang Nhiễm này cũng có vết bớt sau eo. Hay là so sánh cái gì chân thực hơn đi? Không được. Sao cậu từ chối vội vàng thế? Lẽ nào vị trí của vết bớt thì đúng, nhưng nó không phải là hình hoa mận. Đường Nguyệt, vén áo lên cho mọi người xem. Vết bớt này. Sao cô ta có thể? Tạ Uyển, đến lượt cô cho mọi người xem rồi đấy. Cô ấy là vợ của tôi, sao có thể tùy tiện cho người khác xem được? Anh trai, anh không nhớ em sao? Tôi không nhớ bố tôi còn có thêm một cô con gái nào. Em biết, đã nhiều năm như vậy rồi, anh không còn tình cảm với em nữa. Em cũng không muốn quay lại làm phiền cuộc sống của anh. Chỉ là em nghe được anh hay nói có người mạo danh em, thế nên em mới muốn quay về vạch trần bộ mặt thật của kẻ lừa đảo. Tạ Uyển, con có lý do nào không thể để lộ vết bớt sao? Người đó rốt cuộc là ai? Tại sao lại có vết bớt giống hệt mình? Mình thực sự là Giang Nhiễm ư? Không sao đâu. Sau này ngoài anh ra, sẽ không có ai biết vết sẹo đó đâu. Anh sẽ không để ai kiểm tra cơ thể của em. Nếu như vậy giao dịch của chúng ta sẽ thất bại thì sao? Chỉ vì vết sẹo nhỏ đấy mà mọi cố gắng của chúng ta thành công cốc. Anh không tức giận sao? Anh đã bao giờ tức giận với em chưa? Anh thương em còn chưa kịp. Có phải Cố Thời thích mình rồi ư? Em cũng có vết bớt hình hoa mận. Anh có tin không? Chỉ là lúc ở trại mồ côi em bị bỏng nên không nhìn ra hình hoa mận nữa. Chỉ còn lại một vết sẹo nhỏ thôi. Không xấu. Em vẫn luôn xinh đẹp. Nó chỉ là một vết sẹo thôi. Đừng tự trách, được không? Ai cho phép mày không giống bọn tao? Trên người có vết hoa đỏ, lỡ người lớn thích vết hoa trên người mày, nhận nuôi mày trước thì sao? Liên quan gì đến các người?
gọi mọi người qua đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mẹ đừng vội. Con nghĩ chỉ có một vết bớt thôi chưa đủ. Con còn tìm được một nhân chứng rất quan trọng. Hai mẹ con nhà này một người hát một người khen hay. Xin lỗi nhé. Để mọi người đợi lâu rồi. Cô ta là viện trưởng của trại trẻ mồ côi. Cô ấy là người xác định rõ nhất ai thực sự là Giang Nhiễm. Viện trưởng, cô đến thật đúng lúc. Tôi có một bức hình. Cô xem đây là ai? Sao hình hồi bé của mình lại ở chỗ anh ấy? Lẽ nào anh ấy từng gặp viện trưởng ư? Người trong bức hình chẳng phải đang ngồi ở đây hay sao? Đã lớn thế này rồi, xinh đẹp thật đấy. Đâu có, viện trưởng lại đùa rồi. Nghe nói Tạ Uyển cũng ở trại mồ côi của cô. Thế cô có hình hồi bé của cô ta không? Đương nhiên là có rồi. Đây là cô ta, Tạ Uyển. Trông cô không giống với Giang Nhiễm của chúng tôi. Lẽ nào cô lớn lên phẫu thuật thẩm mỹ rồi à? Viện trưởng, người cô chỉ không phải là Đường Nguyệt sao? Các người đều được tôi nhận nuôi. Tôi còn nhận sai người được sao? Như vậy có thể nói, hai người đều được nhận nuôi ở trại trẻ mồ côi. Sau đó Tạ Uyển mạo danh Giang Nhiễm. Tạ Uyển à, không ngờ. Cô còn gì để giải thích không? Tôi đã cho cô cơ hội hợp tác rồi cô không thèm. Đây là do cô tự chuốc lấy. Viện trưởng, cô ta rốt cuộc có phải là giả hay không? Trong lòng cô là rõ nhất. Cô ta đương nhiên là thật rồi. Cô ta chính là Giang Nhiễm. Xem ra, viện trưởng với bọn họ là cùng một ruột. Ông nội, con nghĩ lời viện trưởng nói không đáng tin. Không chừng cô ta đã hưởng được lợi gì từ người khác. Anh bớt cố chấp đi anh à. Sao đến lúc này rồi mà anh vẫn còn bảo vệ cô ta? Bây giờ vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Cái này còn không phải là chứng cứ xác thực hay sao? Tôi thấy cậu sợ ông nội trách cậu chứ gì. Là vết bớt hay là hình xăm không ai biết được. Nhỡ may các người đoán sai thì sao? Nếu tôi sai tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng nếu Tạ Uyển phải chịu đựng sự uất ức vô cớ này. Tuyệt đối không thể như vậy. Cậu. Ông nội, gọi xe cấp cứu. Khiến ông nội tức giận nhập viện hai lần rồi. Cậu còn dám giữ Tạ Uyển ở lại cố ra sao? Nguyên nhân chưa chắc đã là tôi đâu. Chúng ta cứ đợi bác sĩ chẩn đoán trước đã. Anh trai à, nếu em là anh, em đã đuổi Tạ Uyển ra khỏi nhà rồi. Đến lượt cậu nói chuyện từ khi nào vậy? Cứ đợi đi, anh không đắc ý được lâu đâu. Con trai, chúng ta đi. Cậu đi đâu? Về nhà ơ. Không lẽ phải ở đây đợi một tên già bất tử tỉnh dậy à? Nhàm chán, đi thôi mẹ. Bệnh nhân tỉnh rồi, nói muốn gặp Cố Thời. Ai là Cố Thời? Tôi. Xin lỗi. Bệnh nhân nói chỉ muốn gặp Cố Thời. Anh sẽ xong sớm thôi. Thế nào? Anh hài lòng không? Làm tốt đấy, đợi chúng tôi đuổi được Tạ Uyển đi. Cô sẽ lấy được tiền. Còn nữa, đừng quên chuyện cổ phần của tôi đấy. Yên tâm, không thiếu được của cô đâu. Vậy thì cảm ơn nhé, ông nội. Sao ông không ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng thêm ạ? Không muốn ở thêm nữa, bệnh viện buồn chán quá. Tạ Vạn sao cô còn dám quay lại? Chẳng lẽ cô lại muốn ở nhà chúng tôi ăn không uống không sao? Là bố đưa con bé về đây, sao vậy? Con có ý kiến gì sao? Đâu có ạ. Chỉ là Tạ Vạn đã từng lừa gạt chúng ta. Ở nhà có cái nói dối như vậy. Biết đâu ngày nào đó sẽ trộm đồ nhà chúng ta. Người có dã tâm thì nhìn ai cũng như mình. Được rồi. Bố hy vọng con sẽ thấy Tạ Vạn như cách bố thấy. Con bé rất độc lập, rất có chí khí. Năng lực cũng không tồi. Con bé không phải là một nhà thiết kế tài giỏi sao? Ông nội, sao ông vẫn nói thay cô ta vậy? Không thì phải nói cái gì? Con bé gả cho Cố Sinh, cho dù không phải Giang Nhiên, không phải là tiểu thư quyền quý nào đó, thì con bé cũng là con dâu của Cố gia. Chúng ta không thể đối xử tùy tiện được. Được rồi. Ông cũng mệt rồi. Hai đứa đỡ ông về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ được, đi thôi ông nội. Mẹ, sao có thể như vậy được? Ông nội thực sự không đuổi hai người họ ra khỏi nhà. Xem ra vẫn cần nỗ lực hơn nữa rồi. Anh cả, chị dâu, lâu rồi không gặp. Cuộc sống ở nước ngoài có ổn không? Cũng tạm ổn. Vì nghe tin bố bị ốm, nên chúng tôi đã lập tức trở về trong đêm. Con trai tôi Cố Sinh đâu? Anh đừng nhắc nữa. Lần này bệnh tình bố trở nặng, chính là do bị Cố Sinh chọc tức. Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta vào nhà trước, em sẽ từ từ kể cho anh chị nghe. Bố, mẹ, sao hai người quay về lại không báo tiếng nào vậy? Tiểu tử thối, bố mẹ muốn về nhà cũng phải báo cáo cho con sao?
đâu là người phụ nữ mà Tôn Thường đã nhắc đến sao? Cháu chào dì. Hình như mẹ không thích em. Cháu chào chú, chào dì ạ. Cháu là Giang Nhiên đúng không? Trông cháu vẫn xinh y như hồi nhỏ vậy. Chẳng trách Cố Sinh nhà cô cứ liên tục dính lấy cháu. Dì ơi, anh Cố Sinh đã kết hôn rồi. Dì đừng đùa như vậy nữa, chị ấy nghe thấy sẽ không vui, kết hôn rồi cũng có thể ly hôn thôi. Đúng vậy, ai mà không muốn có thứ tốt hơn. Kết hôn đang tốt đẹp, tại sao phải ly hôn? Con, được rồi, đi ăn thôi. Cô không định chào tôi một tiếng à? Gạch đó hình như là rất cứng nhỉ. Là cô sao? Cô hợp tác chút đi không thì lập tức cuốn gói khỏi Cố ra, còn về phần thưởng tôi sẽ chia cô một ít. Cô đừng vui mừng quá sớm. IDI ở bây giờ vẫn chưa rõ đâu. Cô quả thực đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Nghe nói cô cũng học Sanda. Sao thế? Sợ tôi bắt nạt cô à? Cô biết là tốt rồi. Con người tôi, không xem trọng xem nhẹ gì cả. Tốt nhất cô đừng kiếm chuyện với tôi, nếu không sau này người tổn thương chỉ có cô thôi. Cô cũng thấy rồi đấy, thái độ của bố mẹ Cố Sinh đối với cô như thế nào. Bây giờ cả nhà có lẽ chỉ có Cố Sinh vẫn tin tưởng cô là Giang Nhiên. Cô thấy những bông hồng trắng trong vườn không? Đó là từ khi tôi còn nhỏ, Cố Sinh đã trồng cho tôi. Người đàn ông lãng mạn như vậy, đã cho cô cái gì nhỉ? Đưa cô 1 triệu coi như thương xót sao? Cô với tôi đều lớn lên trong cùng một trại mồ côi. Sao cô dám dùng giọng điệu kiêu ngạo như vậy, nói chuyện với tôi? Anh ấy chỉ nghĩ rằng cô có vài phần giống Giang Nhiên, nên nói giữ cô ở lại. Cuối cùng thì, cô cũng chỉ là người thay thế thôi. Cố Tổng, tìm được người nhà của quản gia rồi. Nhưng anh ta không chịu nói gì cả. Ừ, tôi đoán anh ta đã nhận hối lộ rồi. Cứ dùng phương pháp của anh ép anh ta khai ra. Cố Tổng, tôi bị người ta đe dọa. Tôi thật sự không thể nói bất cứ điều gì. Anh có thể đi tìm nhũ mẫu của cô Giang Nhiên, bà ấy biết nhiều hơn tôi. Coi như tôi chưa hề nói với anh về bà ấy nhé. Bảo mẫu của Giang Nhiên không phải đã mất tích từ lâu rồi sao? À, tôi biết bà ấy đang ở đâu. Tạ Vạn, nếu em không nói gì, anh sẽ không nghe em nữa. Anh đừng hành động vô lại như vậy nữa. Em đã nói rồi, anh đừng làm vậy nữa. Này, nếu anh còn tái phạm nữa, em sẽ trừng trị anh. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Ông già đó bây giờ đã bệnh như vậy, sao chúng ta không giúp ông ấy một tay? Để ông ấy không phải chịu đau đớn nữa. Đổi thuốc thành thuốc có tính xung đột. Một khi uống nó ông ta chắc chắn sẽ chết. Sau đó chúng ta sẽ liên hệ với luật sư sửa đổi di chúc. Vậy không phải toàn bộ Cố gia này sẽ là của chúng ta sao? Con trai mẹ đúng là thông minh. Vậy em nói cho anh nghe, ai bắt nạt em rồi? Em nhìn thấy mấy bông hồng trắng trong vườn. Không vừa mắt lắm. Vậy em không thích hoa hồng trắng thì thích hoa gì? Hoa hồng đỏ. Nói vậy rồi, anh ấy vẫn không phát hiện ra mình đang ghen sao? Nhưng mà anh yên tâm, những gì em đã hứa với anh em chắc chắn sẽ làm tốt. Anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta bây giờ vẫn cần nói đến hợp đồng sao? Anh nói vậy là sao? A Vạn, nếu chuyện này không thành công, chúng ta cũng không ly hôn, em thất sao? Cho dù không lấy được tài sản nhà họ Cố cũng sẽ không ly hôn à? Tài sản Cố gia đối với anh chẳng là gì. Anh chỉ cần em thôi. Em thấy anh đúng là đồ lưu manh. Đây là hoa tôi thích nhất.
ai cho phép các người gây rối như vậy? Đây là do Cố thiếu gia đã ra lệnh, không được làm vậy. Giang Nhiên tiểu thư xin lỗi. Các người không được nhổ. Không được nhổ. Đây là hoa tôi thích nhất. Các người dừng lại hết cho tôi, Cố tổng đã ra lệnh rồi, tôi không quan tâm. Tôi mặc kệ. Mau dịch sang một chút, dịch sang một chút. Người đàn ông này thật sự chỉ vì mình nói không thích, liền cho người nhổ hết đám hoa đó lên. Giang đại tiểu thư, Giang đại tiểu thư, anh bỏ hết ra, Giang tiểu thư đừng làm khó chúng tôi. Úi! Đúng là nổi tiếng một cái có khác. 3 ngày mới đến công ty một lần. Đây là cách làm việc của cô sao? Bố tôi vừa làm phẫu thuật, cần có người chăm sóc. Mọi nhiệm vụ công việc của tôi đều hoàn thành rồi. Tại sao tôi không thể nghỉ phép? Hơn nữa, có trừ vào đồng lương nào của cô đâu. Đừng ở đây kêu ca như vậy. Cô cẩn thận đấy, nếu không tôi báo với Cố tổng thái độ làm việc của cô có vấn đề. Tìm tôi sao? Cố tổng. Hoa này để tặng cho cô gái nào vậy? Hoa này để tặng cho người mà tôi thích. Hoa, người nào mà có mắt nhìn vậy, nhìn chúng A Vạn của chúng tôi rồi. Tạ Vạn đều tại cô. Bây giờ tôi bị sa thải rồi, liên quan gì đến tôi? Chính cô không có đủ năng lực làm việc, vào công ty bằng cửa sau, bị Cố tổng phát hiện ra, sa thải cô không phải là chuyện bình thường sao? Chắc chắn là cô đã nói Cố tổng làm việc này, cô đang làm gì vậy? Ở đây không phải là cái chợ, ai cho cô ở đây hô hét như vậy? Tạ Vạn, cô đừng tưởng leo được lên giường của Cố tổng. Nhận được một bó hoa hồng thì cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn. Hóa ra cô ấy là người như vậy, chẳng trách Cố tổng chăm sóc cô ấy rất chu đáo. Cô gái này đúng là người giả tạo, sống hai mặt. Cố phu nhân, Cố tổng nói, tối nay anh ấy với cô sẽ không về nhà ăn tối nữa, Cố tổng có sắp xếp khác. Ngoài ra, Hàn Thanh, cô cố tình lợi dụng chức vụ của mình để chèn ép nhân viên, cô bị sa thải. Dựa vào đâu chứ, chẳng qua tôi chỉ nói vài lời to tiếng chút thôi. Tại sao à, chính là vì cô khiến phu nhân chủ tịch không vui. Sao, cô vẫn chưa hài lòng à? Sao hôm nay nhà hàng đông người vậy? Có hoạt động gì à? Anh cố ý không báo đó. Ở đây nhiều người lắm. Cố tổng đưa tay ra cầm tay vợ khoác lên tay mình. Hai người đi đến bàn ăn. Tạ Vạn ngồi xuống nhưng Cố tổng vẫn đứng nhìn cô. Anh mau ngồi đi. Tuy là số tiền trước đây anh đưa cho em vẫn chưa dùng đến. Nhưng anh cảm thấy tự tay trao cho em sẽ có thành ý hơn. Tất cả đèn vụt tắt. Cố tổng lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn. Anh quỳ xuống đất, nói với Tạ Vạn. Tạ Vạn, anh yêu em. Gả cho anh được không? Mọi người xung quanh vỗ tay không ngừng. Tạ Vạn cảm động rơi nước mắt. Về đến nhà cô mở điện thoại ra xem. Oa, trời đất ơi, vừa mới ăn xong. Tin tức lan nhanh vậy sao? Bây giờ mọi người đều biết chúng ta là vợ chồng rồi. Em không ly hôn được đâu, Cố phu nhân. Hừm. Anh cố ý đúng không? Trong mắt mọi người thân phận của em là Cố phu nhân, bố mẹ anh không thể ảnh hưởng được dư luận, họ sẽ không bắt chúng ta ly hôn nữa. Thời gian gần đây mẹ anh đã thay đổi cái nhìn không tốt về em. Anh thấy, chúng ta nên đuổi Giang Nhiên giả đó ra khỏi nhà. Vậy mẹ anh? Nó đã bao nhiêu tuổi rồi, vẫn khiến người khác phải lo lắng như vậy. Thằng nhãi này, rõ ràng là đang muốn chống đối chúng ta. Người đâu? Gọi đại thiếu gia tới đây. Vâng. Bác trai, sao bác lại tức giận như vậy? Anh trai lại khiến bác tức giận nữa ạ. Sao cháu lại ở đây? Không phải cháu đang chăm sóc ông nội sao? Cháu đang chuẩn bị đi đưa thuốc cho ông nội, trên đường gặp được chị dâu. Nên cháu nhờ chị dâu đi đưa thuốc rồi. Tất cả thuốc đã bị mình đánh cháo. Ông già kia có bệnh chết. Cũng không ai nghĩ là do thuốc. Kể cả có người nghi ngờ, mình cũng có thể đổ hết lên đầu Tạ Vạn. Bố, mẹ, con biết hai người muốn nói gì. Nhưng bây giờ con chỉ yêu một mình cô ấy. Vậy con nói Giang Nhiên phải làm sao? Tạ Vạn chính là Giang Nhiên. Tạ Vạn là Giang Nhiên á? Anh cả,
anh có phải bị Tạ Vạn tẩy não rồi không? Không sao, tôi có nhân chứng ở đây, quản gia và viện trưởng đều bị mình hối lộ cả rồi. Cố Sinh làm sao có thể tìm được nhân chứng nữa, chắc chắn nhân chứng đó là giả, đưa người vào đây. Anh cả, anh tìm một người khuyết tật đến đây làm gì? Người này chính là bảo mẫu đã chăm sóc Giang Nhiên lúc nhỏ. Con nghĩ vết bớt của Giang Nhiên trông như thế nào? Và sự việc mất tích năm đó, bà ấy là rõ nhất. Gì à? Gì? Làm sao lại trở nên như thế này? Cô đến để bà ấy kiểm tra đi. Cô dơ nhanh như vậy thì ai mà xem được? Cô sợ bị lộ tẩy sao? Bà nói bà quan thuộc với vết bớt của tôi. Vậy thì chắc chắn nhìn thoáng qua cũng sẽ biết. Cô là giả, cô không phải Giang Nhiên. Là giả, cô không phải Giang Nhiên. Này, bà già khuyết tật kia, bà nói ai là đồ giả hả? Tôi đã chăm sóc cô Giang Nhiên trong nhiều năm. Vết bớt hoa mận trên người cô Giang Nhiên trông hơi mờ. Mặc dù vết bớt trên người cô trông có vẻ giống, nhưng các đường nét lại rất rõ ràng. Vừa nhìn đã biết là đồ giả. Bà nói cái gì vậy? Tôi thấy bà già quá nên hồ đồ rồi đó. Cô chắc chắn không phải Giang Nhiên tiểu thư. Giang Nhiên luôn đối xử rất tốt với mọi người xung quanh. Cô ấy sẽ không bao giờ mắng tôi như vậy. Được rồi, bà nói rõ những chuyện đã xảy ra năm đó đi. Tôi thật không hiểu nổi. Sao bà lại biến mất nhiều năm như vậy? Năm đó. Giang Nhiên tiểu thư, tối nay cô muốn ăn gì? Những ký ức đó là sao? Mình thật sự là Giang Nhiên sao? Camera giám sát lối vào nhà cổ đã bị cố tình làm hỏng. Tôi cũng bị đuổi việc vì không thể bảo vệ được tiểu thư. Chân của tôi cũng bị mẹ của cậu Tôn Thường sai người đánh gãy. Mẹ tôi hả? Tất cả là do Tôn Thường. Bà ta sợ Giang Nhiễm sẽ được chia một phần tài sản thừa kế, nên đã dùng mọi cách để trừ khử Giang Nhiễm. Tôi phát hiện ra kế hoạch của bà ta, nên bà ta mới sai người đánh gãy chân tôi, còn đem người nhà ra đe dọa tôi. Bây giờ người nhà tôi đã không còn, tôi cũng không sợ gì nữa. Tôi nghĩ việc này cứ để cho ông nội quyết định đi. Không ổn rồi, lão gia sắp không ổn rồi. Bố ơi, đừng bỏ lại chúng con. Khóc cái gì mà khóc, bây giờ chúng ta phải đưa bố đi cấp cứu. Ở đây khóc lóc cái gì, đến di chúc bố cũng chuẩn bị xong rồi. Hãy để bố ra đi thanh thản đi. Cô nói cái gì vậy? Chắc chắn vẫn có thể cứu được bố. Cuối cùng thì cô cũng lòi đuôi cáo ra rồi. Ồ, ông nội sao lại gặp rắc rối vào đúng lúc này? Có gì đó không ổn. Thuốc này không phải của ông nội. Ừ, không phải tối qua chính chị dâu đã đưa thuốc cho ông sao? Bây giờ xảy ra vấn đề, chắc chắn là do chị đã làm gì đó, muốn đổ tội cho mình à? Lối đi từ hành lang vào phòng ngủ, cậu xem có chỗ nào để tôi đánh cháo được thuốc không? Điều quan trọng nhất bây giờ không phải là đưa ông đi bệnh viện sao? Ai quan tâm đến ông, ai quan tâm đến tiền? Không phải rõ rồi sao? Ha, hai người nói kiểu gì vậy? Nếu có bản lĩnh thì một xu cũng đừng lấy nữa. Anh cả, nếu anh hiếu thảo với ông nội như vậy, sao anh không xuống đó với ông luôn đi? Được, đừng diễn nữa. Tất cả đều muốn lấy gia sản Cố ra không phải sao? Ông ơi, ông đừng diễn nữa. Ha ha ha. Không hợp tác với Cố Sinh một chút. Tôi thật sự không biết ai là kẻ lòng lang dạ sói. Bố. Bố đừng nói như thế. Bọn con cũng chỉ là quan tâm bố thôi. Đừng đạo đức giả nữa. Cô chính là người đã cháo thuốc của tôi. Nếu như không có Cố Sinh nhận ra, tôi đã bị hai người hại chết từ lâu rồi. Bố, bố với Cố Sinh từ khi nào vậy? Sau khi ông nội tỉnh dậy từ phòng chăm sóc đặc biệt, ông đã gọi con đến gặp, cả Tạ Vạn cũng không biết. Sự thật chứng minh ông quả nhiên không nhìn lầm người. Tôi sẽ lập di chúc. Người thừa kế chỉ có thể là Cố Sinh và Tạ Vạn. Hai mẹ con các người một xu cũng đừng hòng nhận được. Đừng mà bố. Con đã vì Cố ra dốc sức nhiều năm. Không có công lao cũng có khổ lao. Bố không thể đối xử với chúng con như vậy. Ông nội, cháu là cháu trai của ông. Ông không thể như thế được. Đúng vậy, cháu trai của tôi vậy mà muốn giết tôi. Việc này phải tính toán thật cẩn thận. Cậu muốn tự mình ra đầu thú với cảnh sát, hay là muốn tôi cử người đưa cậu tới đó?
Giang Nhiên, hoan nghênh cháu về nhà. Ông nội, lần này cháu sẽ không rời đi nữa. Hai đứa cứ tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt, đừng quên những gì đã hứa với ông. Năm tới ông muốn được bế chất trên tay. Là anh hứa với ông, đúng vậy, sao em không biết gì vậy? Bây giờ em biết rồi đó. Đám cưới diễn ra, Cố Sinh cầm nhẫn trao cho Tạ Vạn. Bất kể em là Giang Nhiên hay Tạ Vạn, anh sẽ luôn luôn yêu em. Em cũng yêu anh.